Mi Review Phim sẽ mang đến những diễn biến mới nhất tại tập 1 Lá Phiếu Tử Hình đây ạ. 8 năm trước, cảnh sát Mu Chan đang truy đuổi tội phạm trong đêm mưa gió, nhưng vẫn chậm chân hơn khi để Xúc Du, mặt lạnh thành công ra tay kết liễu mục tiêu của mình. Thậm chí khi anh nổ súng thì cũng chẳng ngại ngần dí thêm nhát dao cuối cho bó cẩn, rồi thẳng thừng mặt đối mặt. Trở lại hiện tại, Du Hyun người cứng đơ như khúc gỗ nhưng vẫn cố gắng nhảy múa đung đưa theo điệu nhạc chỉ để kiếm view kiếm lại mà thôi. Nhưng dù nỗ lực là thế mà người xem vẫn tụt dần đều, nên thậm chí còn phải cởi đồ xương xương để cứu vãn tình hình. Cuối cùng cũng tìm ra được địa chỉ của đám mại dâm này, nhanh chóng tiếp cận và giải cứu mà không hề bận tâm mệnh lệnh của sếp. May mắn là anh có mặt kịp thời để giải cứu cho cô nàng gián điệp ngầm và cả những cô gái đang bị ép buộc làm việc, đánh đấm đâu ra đấy không chút sợ hãi. Khi anh đang cẩn trọng lấy bằng chứng, thì một tên côn đồ đang ẩn nấp kỹ càng liều mình chạy ra, nhưng sao có thể trốn thoát được chứ, vì đồng đội của anh cuối cùng cũng có mặt kịp thời rồi. Tên tội phạm này vẫn giả mồm, cho rằng mình chỉ đang chắp cánh ước mơ cho những cô gái trẻ, chứ chẳng có bóc lột gì ở đây cả, cùng lắm cũng chỉ bị phạt tạm ngưng kinh doanh thôi, còn tố ngược cảnh sát mới vi phạm nhân quyền khi xông vào chỗ làm ăn của chúng, mà không mang theo lệnh khám xét. Nhưng anh chỉ quan tâm tới cô nàng Kang Hy, một trong những gà phát sóng được yêu thích của hắn đã bất ngờ bỏ mạng 4 ngày trước, mà trước khi chết lại gọi tới văn phòng của hắn, nên nếu thú nhận thì sẽ không phải chịu phạt 15 năm như luật hiện hành đâu, nhưng hắn thì nổi điên lên mà làm loạn. Ai ngờ gặp đúng Mu Chan còn điên hơn, tự đập đầu mình rồi đe dọa sẽ kiện hắn tội hành hung cảnh sát, nên hắn lại nhảy sổ lên như ngựa mất cương. Du Hyun trở về đơn vị thì lại bị sếp trách mắng, chỉ vì không báo cáo lại vị trí, mà chẳng để tâm cô trình bày lý do là vì mất điện thoại. Nhân tiện tìm hiểu về Mu Chan thì được biết, anh là kẻ hãm tiêu biểu của sở cảnh sát, gây áp lực để tội phạm nhận thêm tội, thổi phồng án tích để lập công trạng, nói cách khác thì là chiến thần dọn rác không chính thức, khi vụ án nào khó đỡ thì sở trưởng lại giao cho anh ta ngay lập tức. Ngành tư pháp đang bị lên án gay gắt vì thả tự do cho tên Di Chan, tội phạm phát tán đoạn phim bóc lột tình dục trẻ em, chỉ sau 1 năm 6 tháng tù giam. Họ quá ngán ngẩm trước cái sự hỗn loạn này của những người tham gia biểu tình, và sau bao gian truân đã có thể đưa hắn an toàn trở ra xe, nhưng nghe người dân mỉa mai cảnh sát bảo vệ tội phạm mà đánh dân, thì anh sẵn sàng thả tay để họ tẩn hắn một trận cho bõ tức. Các tù nhân thì nuối tiếc, nếu không vì nể mặt giáo sư thì chắc hắn chẳng toàn thân mà ra khỏi đây rồi. Vị giáo sư này nhận được sự kính nể tuyệt đối từ những tù nhân khác. Di Chan đã hội ngộ cùng đồng bọn, Mu Chan sẵn trong tay một hòn đá, ném sượt qua mặt hắn và lao thẳng tới huy hiệu của chiếc xe đắt tiền kia, khiến chúng hốt hoảng mà bỏ chạy ngay lập tức. Có luật sư là cựu thẩm phán, nên hắn nghĩ mình có thể hành động mà chẳng phải dè chừng ai, còn yêu cầu cô vợ nước ngoài của mình mang tới ổ cứng, còn cằn nhằn khi đồng bọn chẳng thể tìm được cô nào khác tử tế nghe hiểu tiếng Hàn cả. Du Hyun mải tìm em gái mà vô tình va phải một nam thanh niên lạ mặt, nên vội vàng nhặt chiếc ly này lên, có điều anh ta chẳng nói gì mà nhìn hai chị em đầy âm mưu. Đã có một cuộc tranh luận nổ ra, phóng viên Do Hee cho rằng, theo luật pháp nước khác, thì Di Chan có thể chịu mức án lên tới 20 năm hoặc tử hình. Có vẻ như cô chị tinh nghịch chẳng bận tâm lắm, ra sức ngăn cản cô em xem thời sự để xem bộ phim yêu thích của mình. Căn phòng của em gái Min đam mê với phóng viên tràn ngập hình ảnh của phóng viên Do Hee, gia đình và cả bài viết tuyên dương chính chị gái nữa, nhưng cô lập tức úp nó xuống và sử dụng máy tính của Min để tìm hiểu về Mu Chan, quả là năng lực điều tra không phải dạng vừa đâu. Nhưng rồi máy chợt bị virus, cô nhanh chóng trổ tài năng của một an ninh mạng để xử lý, còn Min thì cẩn thận đặt lại bài báo kia, còn nuối tiếc khi cha mẹ không thể thấy người chị này tỏa sáng thế nào. Di Chan lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục công việc dơ bẩn biến thái của mình, khi thấy đàn em đã thu thập được rất nhiều đoạn phim liên quan tới những đứa trẻ mồ côi, hoặc bị cha mẹ lãng quên, nên dù vừa mới ra tù thì cũng phải đánh úp nhanh chóng, các đại gia đã chờ lâu rồi mà. Còn cô vợ lấy để giảm án kia đã hết giá trị, phải nhanh chóng tống cổ đi thôi. Hắn không ngờ, Mu Chan đã tới tìm cô ta, còn khuyên hãy thu thập ổ cứng làm bằng chứng tố giác hắn, đổi lại anh sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Con người tàn bạo như hắn sẽ chẳng giữ lời hứa đâu, nên nếu cô cứ giữ im lặng thì sẽ sớm bị quy kết là đồng phạm đó. Đúng lúc ấy thì Di Chan về, anh vội vàng trốn đi, cô thì gấp gáp cất danh thiếp của anh đi, và rồi lại bị hắn hành hạ chẳng chút tiếc thương. Anh sao có thể bỏ qua cơ chứ, cẩn trọng kéo khẩu trang, làm hỏng camera rồi tiến tới tẩn hắn không trượt phát nào trong cơn phẫn nộ và tức giận. Bên này, Du Hyun phát hiện ra một đoạn phim kỳ lạ của một tên đeo mặt nạ chó, đang công kích rằng trên đời này có rất nhiều kẻ đáng phải chết, ấy vậy mà luật pháp thì vô năng nên cuộc sống đảo lộn hết cả rồi. Hắn thì chỉ không thể chịu nổi cảnh tượng đó, nên quyết định sẽ trực tiếp xé xác và giết sạch những tên ác quỷ đó. Cô xác thực đoạn phim đó bằng nghiệp vụ khác nhau, nhưng chẳng thể tìm được manh mối nào cả. Dù có báo cáo sếp thì ông ta cũng chẳng bận tâm, những kẻ ham muốn sự sống ngày nào có thiếu cơ chứ, nên mong cô hãy ngồi yên thì hơn. Nghĩ kỹ lại thì họ nào có giao cho cô việc gì đúng chuyên môn đâu cơ chứ, tối ngày chỉ đóng vai này kia để hỗ đội phá án. Thì ra, lý do ông ta ghét cô, đơn giản vì trước đó cô đã mách lẻo sai phạm của cấp trên, nên mới tẩy chay trước khi chuyển đến đây đó chứ. Di Chan nghi ngờ Mu Chan chính là người đánh mình bầm dập nên tìm tới sở cảnh sát để làm loạn, nhưng anh cẩn thận giấu bàn tay đầy vết thương đi, làm gì có bằng chứng nào trực tiếp cơ chứ, khi mà camera đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi. Tối hôm đó, tất cả người dân, bao gồm cả cảnh sát, đều nhận được thông báo về cuộc bỏ phiếu tử hình cực lạ lùng, muốn trưng cầu dân ý về quyết định có nên kết tội Di Chan bằng án tử hình hay không.
Nghị viên nhận được thông tin này thì cũng ngạc nhiên lắm. Còn đương phạm vẫn đang vui vẻ tận hưởng thế giới rượu bia và gái gú của mình. Hắn thậm chí còn coi đây là một trò mèo, thậm chí còn yêu cầu hãy chọn tán thành đi. Đây có lẽ chỉ là vở kịch để đạp đổ miếng cơm của mình thôi, rồi cười đầy man rợ, mà thách thức nếu giỏi hãy tới giết mình thử xem. Nhưng hắn nào có ngờ, lại bị tên mặt nạ chó bắt cóc rồi, cẩn thận quay lại cảnh hắn van xin tha mạng đầy khẩn thiết nữa. Tới khi cảnh sát phát hiện thì hắn đã chết ngạt vì bị nhét tiền vào miệng, hiện trường sạch sẽ chẳng có chút dấu vết nào, chỉ có thể trông cậy vào đội an ninh mạng khi điều tra về máy tính của hắn thôi. Báo chí đang nghi ngờ, có khả năng nào người gửi tin nhắn bầu cử hôm qua chính là hung thủ thực sự hay không, còn phía cảnh sát thì vẫn giữ yên lặng. Ngay khi ấy thì tên đeo mặt nạ chó lại gửi tới đoạn phim, công khai rằng mình là người đã gửi tin nhắn bầu cử hôm qua, thậm chí còn công khai những hình ảnh cho thấy chính mình đã tiền di chăn về chơi, với Jun một cách vô cùng sắc nét. Lý do duy nhất cho hành động này, đơn giản vì đó là một kẻ đáng phải chết. Bên cạnh số tiền 400 triệu từ 200 ngàn đoạn phim tình dục trẻ em mà hắn đã khai với cảnh sát, thì còn giấu nhẹm hơn 2 tỷ trong tài khoản bí mật nữa, ấy vậy mà chỉ phải ngồi từ 1 năm 6 tháng, quá là ít ỏi. Thậm chí ngay sau khi được thả, còn có cả kho phim mới và còn nổi đình nổi đám hơn trước. Thế nên, tên này đã thay thứ luật pháp tàn độc với nạn nhân hơn cả tội phạm này, để lấy lại công bằng, khi liên tục nhét tiền vào miệng hắn. Từ này, vào đúng 10 giờ tối ngày 15 và 30 hàng tháng, hắn sẽ tổ chức những buổi tham gia bỏ phiếu tương tự như thế này, chỉ cần đạt tỷ lệ tán thành trên 50% thì đích thân hắn sẽ ra tay, mục tiêu chính là những tên tội phạm được hưởng mức án nhẹ hơn so với hậu quả mà chúng gây ra, rồi lại tìm lỗ hổng của pháp luật để thoát tội. Động thái này khiến Bộ Tư pháp trở thành mục tiêu công kích của người dân, và để giải quyết đống hỗn loạn này cần phải lập ban điều tra đặc biệt, người chịu trách nhiệm không ai khác, chính là chiến thần dọn rác Mu Chan rồi. Có điều, dù là bắt được hắn hay không thì cũng bị dư luận chỉ trích, nên nếu nhận nhiệm vụ này thì các vị lãnh đạo đây phải đồng ý cho anh được thuyên chuyển tới đội điều tra tại trụ sở chính và cuối cùng cũng được chấp thuận. Sếp bí mật gọi Ji Hyun ra, yêu cầu cô giữ im lặng về đoạn phim cô đã cho ông ta xem trước đó, vì sợ bị liên lụy. Nhưng cô cũng hết chịu nổi mà cãi tay đôi luôn, một cảnh sát sao lại hèn nhát ém nhẹm đi một vụ án chỉ để giữ ghế của mình chứ, thậm chí còn đe dọa hay dè chừng mình đó. Đội điều tra đặc biệt chính thức được thành lập, các nhân tố góp mặt toàn là lính hạng nặng, không phải chiến công oanh liệt gì cho cam, mà toàn là những kẻ bị ruồng bỏ tụ họp lại mà thôi. Ji Hyun đã cố gắng tiếp cận Mu Chan để cung cấp đoạn phim mình có, còn nói mình biết tên đeo mặt nạ chó kia là ai nữa. Trong lời nhắn gửi trước vụ của Ji Chan này, hắn có nhắc tới cụm từ những ác ma vô tội. Tình cờ trong vụ án 8 năm trước do Mu Chan đảm nhiệm, nghi phạm đã nói chính xác câu này, chính là Xúc Du, người đã giết kẻ lấy mạng con mình ngay sau khi hắn vừa được thả tự do. Có điều, hắn vẫn đang ở trong tù, với khuôn mặt rất nhiều toan tính. Tập phim tới đây là hết, đón xem những diễn biến tiếp theo tại B-Review phim nha các bác. Mở đầu tập 2 là cảnh xét xử của Xúc Du, người đang bị tình nghi là người đeo mặt nạ chó. Ông ta khẳng định, dù cảm thấy có lỗi với cha mẹ của Utech vì đã cướp đi mạng sống của hắn, nhưng bản thân chẳng có lý do gì phải nhân từ với kẻ đồi bại đã giết con gái của mình. Hơn nữa, cũng bức xúc vô cùng khi những tên ác ma vô tội vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội, vì đám cảnh sát coi trọng thành tích hơn phá án, luật pháp thì thối nát. Thế nên tất cả họ đều có tội, khi đứng về phía tên sát nhân thay vì nạn nhân. Đáng lưu ý, trong đoạn phim mà Getan đã phát trước đó, cũng sử dụng cụm từ ác ma vô tội, nên Ju Hyun chắc mẩm, Xúc Du chính là người đã tạo ra cuộc bầu cử đầu tiên và tự tay giết Ji Chan. Nghị sĩ Min có mặt tại phiên tòa hôm đó, đã thuê người tấn công vào cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát, họ đã có đủ chứng cứ, nhưng đội trưởng lại thủ tiêu đó và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì quá bất bình nên cô mới đi tố cáo với báo chí, sếp thì bị đuổi, trợ lý của cô ta ngồi tù thay, còn cô thì bị gắn mác là kẻ đâm sau lưng để thăng chức. Cũng nhờ điều tra vụ đó mà cô nắm rõ về Xúc Du, một mực muốn tham gia đội điều tra, nhưng Mu Chan lại khước từ, còn tiết lộ hắn vẫn trong tù, chưa từng gửi thư hay liên hệ với ai cả, nên vụ lá phiếu tử hình kia gần như là không thể. Họ mới tìm hiểu và biết được toàn bộ số tiền 2 tỷ trong tài khoản bí mật của Ji Chan đã được quyên góp cho tổ chức hỗ trợ trẻ em bị tấn công tình dục, quả là trượng nghĩa quá mà. Xúc Du vốn là giáo sư giết người vì không tin luật pháp, trong tù được đàn em cung kính lắm, ngay khi đề cập tới chuyện đã muốn tự tay giết chết Ji Chan thế nào thì ngăn cản, ngày vui thế này chỉ nên nghĩ tới chuyện tốt đẹp thôi. Đội trưởng biết tin cô cung cấp chứng cứ cho Mu Chan mà chẳng buồn thông báo với mình thì uất ức lắm, nhưng có sao đâu, cô được gia nhập đội điều tra đặc biệt, đồng nghĩa với việc đã diệt được một mối lo rồi, đôi bên cùng có lợi nên ai cũng hớn hở hết nấc vậy đó. Mu Chan đích thân tới nhà giam gặp Xúc Du, nhưng giống như thời gian qua, nỗ lực của anh là vô ích, giáo sư này hiểu luật lắm, đâu thể ép buộc được. Quản giáo Chan Min xác nhận, chẳng có ai đến thăm, mà ông ta cũng chẳng gặp ai cả, nhưng vẫn hòa thuận với các tù nhân khác, còn chủ động muốn làm quen với anh nữa. Nhân viên quán rượu Giang Đôn, nơi cuối cùng mà Ji Chan nhậu nhẹt, trước khi thăng có đăng tải đoạn camera quay lén nhà vệ sinh nữ vô cùng biến thái, nên quyết định tới gặp hắn để tìm hiểu thêm. Giang Du miệng cười ngoác tới mang tai, hào hứng gia nhập đội điều tra mới, không quên trêu đùa cùng đàn em thân thiết, còn ngời ngời ý chí quyết tâm bắt được tên tội phạm điên rồ kia nữa. Tên này ngoan cố chẳng chịu hé răng nửa lời, Jin Su nghĩ mình già rồi không muốn nhìn thấy cảnh đánh đấm nữa, chủ động ra ngoài, nhường lại sân khẩu cho sếp Mu Chan. Sau vài ba đường cơ bản thì hắn vẫn giả điếc cơ đó. Chỉ tới khi anh đem hết số tiền mà hắn cất công giấu kín để đốt,
mới ngoan ngoãn giao nộp danh thiếp của tay tài xế đã chở Ji-chan đi. Ji-soo ngạc nhiên trước mùi khét lẹt này, tưởng chừng anh thiêu cậu ta rồi chứ, hóa ra chỉ là mùi ruột gan hắn cháy mà thôi. Jordan phát hiện ra, em gái cô đã từng đăng nhập tại cửa hàng net này, đó là lý do vì sao máy tính cá nhân bị cài đặt phần mềm độc hại thông qua phần cập nhật mà không hề hay biết. Tất cả hệ thống máy ở đây cũng đều gặp phải tình trạng tương tự khi máy chủ đã bị tấn công. Việc họ cần làm là phải tìm thông tin chủ sở hữu của giải IP này. Cuối cùng thì họ cũng gặp tài xế đã chở Ji-chan đi trong đêm hắn bị xử tử. Anh ta được phục vụ nhấn mạnh đây là khách quan trọng nên phải thật sự cẩn thận, không quên nhận danh thiếp từ anh ta nữa. Khi đến nơi thì mới hay, chiếc xe này không phải của cá nhân mà là xe taxi, việc lái thay như vậy là phạm pháp nhưng sự đã rồi nên cũng tặc lưỡi mà thực hiện, đã vậy còn phải vượt qua nỗi sợ hãi để đưa hắn tới một nơi đồng không mông quạnh. Đến nơi thì số điện thoại gọi đặt thông báo thù lao ở trong hộc ghế phụ, và đó là một khoản không hề nhỏ. Nhưng Ji-chan đã ngủ rồi mà, vậy người đặt xe hẳn là một kẻ khác, họ lập tức xác thực số điện thoại và biển số xe này ngay. Quả nhiên, đó là xe chưa đăng ký, được hô biến thành taxi, và giờ thì đang được đưa vào bãi xử lý xe, và biến thành sắt vụn trước khi họ tới rồi, đồng nghĩa mất đi cơ hội có được camera hành trình. Nhưng không sao, cặp đôi an ninh mạng kiểm tra địa chỉ IP, và phát hiện ra địa chỉ sử dụng nó, chính là nơi quay đoạn phim thử nghiệm, đồng thời là hiện trường vụ án mạng của Ji-chan. Nhờ vô tình mở cửa sổ cho thoáng gió, mà Jin-soo phát hiện ra dây cáp mạng LAN được giấu kín. Ju-hyun lập tức kiểm tra lịch sử truy cập và phát hiện được, máy chủ được sử dụng một tháng trước khi Ji-chan ra tù. Trở về nhà sau những ngày điều tra vất vả, tủ lạnh thì trống trơn, dán đầy những bức hình của những kẻ giết người được thả tự do vì thiếu chứng cứ, cẩn thận đánh dấu vào lịch ngày diễn ra phiên bỏ phiếu tử hình lần 2. Tranh cãi nổ ra, trong khi bạn bè cho rằng, việc bỏ phiếu tán thành với những kẻ không phải là con người đó rất hợp tình hợp lý, nhưng Ju-min lại nghĩ khác, dù sao đó cũng là một mạng người mà, suy cho cùng thì họ cũng gián tiếp trở thành sát nhân đó thôi. Thầy giáo trấn an học sinh rằng nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về lần bỏ phiếu tiếp theo nếu có, vì thủ phạm hiện giờ vẫn chưa bị bắt mà. Ji-hun phản bác, muốn thay đổi điều gì đó, dù sao cũng cần phải có người đổ máu với khuôn mặt lạnh lùng, khiến không chỉ thầy giáo mà bạn bè cũng bất ngờ vì quan điểm này. Ju-hyun tìm được một bài viết trên diễn đàn, do quản giáo trại giam đăng tải, có liên quan tới việc Ji-chan bị tù nhân khác đánh hội đồng, nhưng người bị nhốt vào trại giam đặc biệt lại chính là hắn, nạn nhân của vụ bạo lực trên, quả là lạ lùng mà. Thế nên cô đã đại diện đội thanh tra tới moi thông tin từ các tù nhân, trong vụ xô xát đó, họ đều có thái độ căm ghét với thái độ và hành vi phạm tội với trẻ em của hắn, đã vậy còn hoang mang khi có nhiều tiền từ ngoài gửi vào, gây hấn, lột đồ những tù nhân khác, nếu không vì giáo sư Xúc Du can ngăn, thì hắn chẳng số đỏ mà ra khỏi tù được đâu. Bên kia, giáo sư được bảo kê không phải tham gia thẩm vấn, chăm chú sửa hồ sơ ly hôn cho sếp tổng, còn dặn dò kỹ lưỡng quy trình để có lợi nhất cho mình, không cần phải chu cấp để nuôi dưỡng hai con nữa. Quản giáo thông báo đã kết thúc thẩm vấn, cảnh sát không hỏi gì ngoài cụm từ ác ma vô tội. Ngay lập tức, ông ta đứng hình chừng vài giây, rồi bất ngờ ra gặp mặt cô. Hắn cũng đọc báo và biết về vụ lá phiếu tử hình kia, mỉa mai cảnh sát thật ngây thơ, khi nghĩ rằng cứ sử dụng cụm từ giống nhau thì sẽ trở thành hung thủ. Thậm chí còn gợi ý, nếu chưa thể khoanh vùng nghi phạm, vậy tại sao không thể tìm nạn nhân trước chứ? Việc ấn định thời gian cụ thể như vậy, thì chẳng phải Ge-tan đã có mục tiêu rồi hay sao? Có vẻ như, ông ta đã biết đó là ai, nhưng chẳng buồn tiết lộ thêm gì cả. Thông qua tai nghe, Mu-chan cũng nghe thấy tất cả, và ngạc nhiên là việc ra mặt của Xúc Du hoàn toàn trong dự đoán của anh. Hắn chắc chắn không phải là kẻ đeo mặt nạ chó, nhưng thủ phạm thì chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với hắn. Cục trưởng lòng, như lửa đốt khi chỉ còn 2 ngày nữa tới thời điểm diễn ra lần bỏ phiếu thứ 2, mà họ vẫn chưa có thêm manh mối gì. Dù không mong muốn, nhưng chỉ khi có thêm các vụ án mới, thì họ mới có cơ sở để phân tích thủ phạm thôi. Dù vậy, thì Mu-chan vẫn linh tính, nghị sĩ Min và con trai mình có liên quan tới vụ án này. Anh ta đang nhận lệnh gửi tiền từ người thi hành bí mật nào đó, ngay khi đó thì cơn đau tim tìm tới, uống nước để trấn tĩnh rồi nhanh chóng giấu đi màn hình trước khi mẹ tới. Hyun Ju thu thập tài liệu về toàn bộ những tội phạm được thả tự do, vì thiếu bằng chứng, trong đó có Eun-gung giết người trục lợi bảo hiểm này. Cô ta đang cho thứ thuốc gì đó lạ lùng vào nồi canh của chồng, trên đường đưa con đi học, thấy chiếc xe đang lao tới thì nhẫn tâm mà đẩy chúng ngã lăn ra trước, với mục đích kiếm chút tiền bảo hiểm sương sương, không được thì lại chút giận lên chúng, mà chẳng thể ngờ đã bị chùm đầu lôi đi chỉ trong khoảnh khắc. Cuối cùng thì thời điểm diễn ra việc bỏ phiếu cũng tới, người dân háo hức chờ đợi, đếm ngược như thể cao đao mừng năm mới vậy đó. Ge-tan vẫn xuất hiện như đã thông báo, và công khai mục tiêu lần này chính là Eun-gung. Cô ta đã trải qua 3 đời chồng, mà người thì chết đuối, người thì biến chứng tiểu đường, người thì tai nạn giao thông, đặc biệt ở chỗ. Sau mỗi lần như vậy thì cô ta đều được hưởng số tiền lớn từ bảo hiểm, lên đến 10 tỷ. Hiện nay đang có âm mưu sát hại người chồng thứ 4. Ấy vậy mà luật pháp thối tha lại ngang nhiên tha bổng cho ác ma vô tội này, nên chính những người dân nên quyết định có để cô ta tiếp tục hòa nhập cộng đồng hay không. Đội an ninh mạng lập tức tra vị trí của mục tiêu, căm hận lắm khi thấy hắn ngạo mạn và dám coi thường cảnh sát. Cảnh sát cũng tiếp cận nhà Eun-gung nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Theo địa chỉ cuối cùng của điện thoại tại bãi đỗ xe này thì phát hiện ra cô rồi, khóc lóc thảm thương lắm. Có điều, trong xe lại có bom, Mu-chan lập tức kiểm tra và nhờ đội chuyên về bom giải quyết, khi thời gian chỉ còn 42 phút nữa mà thôi. Đúng lúc đó, thì đoạn phim cô ta tự khai nhận mọi tội ác của mình cũng được công khai,
đồng nghĩa với tỷ lệ bỏ phiếu tán thành sẽ tăng lên, quả bom kia sẽ nhanh chóng kích hoạt thôi. Thay vì nổ tại khu dân cư đông đúc này, họ buộc phải tìm tới khu đất trống ít người để giảm thiểu thương vong. Người duy nhất thông thuộc vị trí nơi này chính là Hyunju, và cô đã lựa chọn trường học của em gái, vì khi đó thì giờ phụ đạo cũng kết thúc rồi. Có điều, vì vụ bầu cử này mà chúng nán lại để nói chuyện phiếm. Nhận lệnh, nhà trường phát thông báo yêu cầu các em lập tức trở về nhà, cảnh sát đi từng ngóc ngách sơ tán để đảm bảo không ai còn sót lại. Mu Chan ép Eun-gung phải tỉnh táo để lái xe tới địa điểm được ấn định. Hyunju lo lắng vô cùng khi không thể liên hệ được với em gái, vừa hay thì Jumin cũng gọi cho cô nên hai chị em mãi chẳng thể kết nối được với nhau, còn vô tình lướt qua nữa. Jihu thấy vậy nên đã chỉ cho cô về vị trí của bạn mình, khiến cô chị có thể thở phào nhẹ nhõm mà yêu cầu không được bén mảng tới gần trường. Đúng lúc đó thì Mu Chan cũng tới nơi, thời gian còn lại là gần 2 phút. Thông qua điện thoại này, anh trực tiếp liên hệ với Getan và đề nghị đích thân cảnh sát sẽ đưa cô ta ra xét xử lần nữa, nhưng tất nhiên, niềm tin của hắn với luật pháp đã chạm đáy rồi. Có điều, nếu hắn muốn thực thi công lý mà khiến cảnh sát vô tội, như hắn chết thì người dân có còn tin hắn không? Anh nhất định sẽ không ra khỏi xe đâu, nên hãy dừng lại đi. Trong khi Hyunju gấp gáp chạy về phía cái xe, thì nó đã phát nổ ngay lập tức trước mắt cô, khiến ai cũng hốt hoảng và bàng hoàng. Phim tới đây là hết, đón xem những diễn biến mới nhất tại Be Review phim nha các bác. Cuối tận trước, Mu Chan đã quyết định ở cùng mục tiêu của cuộc bỏ phiếu tử hình đến cùng, thậm chí còn đe dọa Getan rằng công lý mà hắn thực thi sẽ bị lên án, nếu khiến cảnh sát vô tội như hắn bị thương. Có điều vừa dứt lời thì chiếc xe phát nổ, ai nấy cũng bàng hoàng và sợ hãi trước âm thanh và sức công phá của nó, nhưng chẳng biết làm gì ngoài đứng chôn chân và nhìn cả. Từ đằng xa, thầy giáo Min Su thảnh thơi thưởng ngoạn cảnh tượng này với khuôn mặt khó đoán, còn nhanh chóng tia thấy hai cậu học sinh chưa được sơ tán khỏi trường, mặc hiểm nguy mà đứng đó quay phim nhiệt tình lắm. Jumin vì lo lắng cho chị nên lùng sục khóc ngóc ngách, vô tình chứng kiến được cảnh thầy giáo đang giao dịch gì đó cực bí ẩn. Cảnh sát đã đưa những đứa trẻ đáng thương về nhà, dù mẹ kế mất nhưng chúng vui ra mặt, vì từ nay sẽ chẳng bị ai đánh đập hay hành hạ nữa. Người dân không tiếc lời chê bai cảnh sát vô dụng, nên Getan mới phải làm việc mà lẽ ra họ phải đảm nhận. Junji dù cay máu nhưng vẫn cố gắng khuyên ông ta giữ bình tĩnh, mà nào ngờ bị vả không trượt phát nào, cẩn thận phản công xương xương, và nó khơi mào cho một cuộc lộn xộn giữa cảnh sát và người dân. Với tư cách phóng viên, Dohi lên án hành động của Getan chính là tội ác, khi mang danh thực thi công lý nhưng lại khiến Mu Chan, một cảnh sát đã làm tròn trách nhiệm đang rơi vào nguy kịch. Như vậy thì việc bỏ phiếu tử hình của chính công dân là đúng đắn hay sai lầm cơ chứ? Thấy chị trở về an toàn thì Jumin biết ơn lắm, nhưng liền bị cô nhắc nhở, Getan thực sự có thể làm hại bất cứ ai, nên hãy ngừng coi hắn là một người hùng đi. Cục trưởng xuất hiện trước hàng ngàn câu hỏi vì sao của cánh phóng viên, nên đã khẳng định Mu Chan không màng tới tính mạng để thực hiện nhiệm vụ, để bảo vệ người dân khỏi hành động man dợ của tên tội phạm nguy hiểm này. Lực lượng chức năng cũng tới hiện trường để khám nghiệm và điều tra, nhưng lại bị bộ nội vụ ngăn cản, như thể đã chắc chắn là Mu Chan sẽ sớm làm bạn với Jun vậy đó. Ngay khi ấy thì Min Su cũng có mặt và chụp hình hăng say lắm dù không được phép, thế nên Jin Su đã yêu cầu hắn hãy xóa đi, mà phải 5 lần 7 lượt thì hắn mới chịu thực hiện. Anh còn lầm tưởng hắn là Jun Sung, thế nên sợ hãi, mà quay lưng đi rồi lại cười tươi rạng rỡ khi có thầy giáo khác gọi tên Min Su, cực rõ ràng. Ju Hyun đích thân tới bệnh viện cảnh sát, giả bộ mình có hẹn thăm khám, nên dễ dàng được cho vào. Hóa ra, Mu Chan chẳng hề đối mặt với tử thần, khi quả bom phát nổ, anh có mặc áo chống đạn, và đó là lý do anh chỉ bị thương xương xương mà thôi. Nhưng lại quyết định xây dựng kịch bản nói dối như vậy, để lấy được lòng thương cảm từ người dân, và phóng viên Dohi chính là người giúp sức. Dù sao thì Getan cũng là một kẻ mưu mô, nên dù có phải dùng tới chút tiểu xảo thế này, để răng bẫy thì cũng chẳng có gì sai cả. Thế nên, phải tuyệt đối cẩn trọng để không bị lộ sự giả dối này, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Bên này, sau khi đã đột nhập vào bệnh viện, Ju Hyun biến hình thành một bác sĩ cực chuyên nghiệp, vô tình bắt gặp sở trưởng vừa đi ra từ phòng bệnh, nên chắc mẩm là Mu Chan rồi. Bởi lẽ, chính cô đã chạy tới, đưa anh ra khỏi chiếc xe an toàn và tránh được vụ nổ banh xác kia mà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của mục tiêu là ngưng tim do uống thuốc độc. Getan cố tình gài bom hẹn giờ để khiến nhịp tim của cô ta tăng mạnh, vì sợ hãi. Có điều quả bom được kích hoạt từ xa, đồng nghĩa với mục tiêu chính lắp đặt nó chỉ là để phá hủy chiếc xe, xóa đi chứng cứ mà thôi. Mu Chan yêu cầu đồng nghiệp hãy tới đám tang của Ji Chun để theo dõi, còn phải ngăn cản Ju Hyun biết chuyện anh vẫn an toàn nữa. Chưa kịp nói dứt lời thì Tào Tháo ngạo nghễ xuất hiện, lớn tiếng phản đối kế hoạch lừa đảo này của Mu Chan. Sao có thể thao túng dư luận để khôi phục danh dự cảnh sát bằng cách thảm hại này cơ, chứ? Nhưng hắn cũng nhát chết không dám lộ mặt đó thôi. Hơn nữa nếu thay đổi được quan điểm của người dân, thì cũng có thể ngăn chặn được vụ bỏ phiếu tử hình mà. Ju Hyun dù nổi máu chó nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được nữa. Min Su lại lén lút nhắn tin với người thi hành, thông báo mình đã tự quay một đoạn phim rất gì và này nọ. Đúng lúc đó thì bà mẹ nghị sĩ xuất hiện, tiếc nuối vì Mu Chan cứng đầu đã làm ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu, còn nhất muốn đưa Getan về làm việc dưới trướng của mình. Thấy thầy giáo có cử chỉ thân mật quá mức với cô bạn cùng lớp, Jihu vô cùng bất an. Ngay khi ấy thì chuột của cô nàng lại gặp vấn đề, mà thầy thì lại bận giảng bài cho bạn khác, nên cậu nhanh nhẹn tới giúp và xử lý chỉ trong nháy mắt, để rồi nhận về lời khen ngợi, quả là tương lai của ngành công nghệ nước nhà mà. Cô nàng thao thao bất tuyệt về máy tính ở nhà cũng bị virus tấn công, nhưng cậu chẳng buồn nghe mà trở về vị trí ngay lập tức. Trước khi rời khỏi phòng,
Jihu nhìn chằm chằm thầy giáo của mình, người đang nở một nụ cười thích thú lắm. Quản giáo nhiều chuyện với Súc Du, rằng Mu Chan đã bị thương nặng, còn mỉa mai sao lại ngu ngốc tới nỗi lao đầu vào nguy hiểm, vì một kẻ đáng chết như vậy, chứ. Du Hyun cho cậu bạn xem đoạn phim mà Getan quay thử nghiệm trước khi công bố các vụ bỏ phiếu, nhờ trước đó đã nhanh nhẹn và lén lút sao chép từ máy làm việc của chị mình, trong lúc bà chị đang ngất ngây con gà Tây. Cô muốn nhờ Jihu, chỗ tài năng công nghệ để kiểm chứng âm thanh lạ mà mình nghe thấy trong đoạn phim này, chính là tiếng còi hú. Quả nhiên như vậy, khi cậu tăng âm lượng hậu cảnh, thì họ đã nghe được chính xác là tiếng còi xe cứu hỏa. Đang trong lúc bàn bạc sôi nổi như vậy thì Du Hyun xuất hiện, lập tức chất vấn về tài liệu nội bộ này, khiến đám nhóc này sợ đứng tim và ngoan ngoãn chịu trận. Nhưng chỉ vài phút sau đã thành chiến hữu, cùng ngồi phân tích cùng nhau rồi. Cô nghĩ ánh sáng này chính xác là của xe cứu hỏa rồi, và để nhìn thấy thì hẳn căn phòng này phải ở tầng 2. Hơn nữa, nếu đây là một vụ cháy lớn khi có nhiều chiếc xe cứu hỏa cùng xuất kích, thì hẳn phải có cảnh sát rồi, lập tức lọc thông tin và phát hiện ra chỉ có 3 địa điểm nghi vấn mà thôi. Đặc biệt ở chỗ, có một nơi chính là địa chỉ nhà của Súc Du. Cô bật dậy như tên với mục đích tới đó tìm hiểu, thì hai nhóc học sinh này kiên quyết muốn theo đuôi, ít ra cũng phải có người báo cảnh sát nếu có bất trắc gì xảy ra chứ. Lý do quá đỗi thuyết phục nên cô chẳng có cách nào mà từ chối cả. Cô thông báo với Mu Chan rằng mình sẽ liều một phen đột nhập vào nhà của Súc Du, chính là nơi quay đoạn phim thử nghiệm kia, dặn dò hai đứa nhóc nếu có âm thanh lạ thì tuyệt đối không được vào mà phải báo cảnh sát ngay lập tức. Nhận được tin nhắn của Du Hyun, Mu Chan cũng hốt hoảng mà bắt cấp dưới nhập vai bệnh nhân thay mình để tìm cách rời khỏi bệnh viện, có điều lại vô tình va phải sự chú ý của cô phóng viên mất rồi. Bên này, Du Hyun cẩn thận đi từng ngóc ngách, phát hiện ra những bức ảnh của con gái Súc Du vẽ gia đình của mình, và đứng hình khi thấy dòng chữ chấn động rằng đã sai ở lần thứ 13 rồi, bên cạnh đó là rất nhiều bài báo liên quan tới vụ án của con gái và chính bản thân Súc Du. Chưa kịp định thần thì cô đã bị tấn công từ phía sau, cũng là lúc Mu Chan đã xuất hiện. Có điều, khi phát hiện ra cô thì hắn đã trốn thoát rồi, còn cô chỉ đau xương xương mà thôi. Thấy bóng hắn vụt qua, anh nhanh nhẹn phi dao nhưng vô ích, quyết đuổi theo giáp lá cà, cũng tẩn được vài đòn cơ bản khiến tay hắn chảy máu ròng ròng, nhưng rồi lại bị phản công khi nhận đòn từ cây gậy gôn kia. Du Min đã cố gắng kéo chân hắn không để chạy thoát, nhưng Ji Hun lại chẳng hợp tác chút nào. Dù sao thì sự an toàn của cô vẫn quan trọng hơn mà. Cảnh sát đã tới khám nghiệm nhà của Súc Du, họ lấy mẫu từ dòng chữ này và nhanh chóng phát hiện ra tín hiệu từ bộ phát mạng được giấu cực kỹ lưỡng. Thật bất ngờ là Min Su lại một lần nữa chứng kiến động thái này. Du Hyun biết Mu Chan là người phụ trách vụ án của Súc Du từ đầu, nên chắc chắn phát hiện ra nơi quay video đầu tiên ở tại đó, nhưng lý do vì sao lại không nói thì vẫn là một bí ẩn. Anh nghĩ Súc Du và Getan có nhiều điểm tương đồng, ngoại mạn muốn tự tay duy trì trật tự xã hội, khi mà luật pháp không thể, nên chắc chắn phải có mối quan hệ cực thân thiết. Du Hyun sốt ruột, vừa phân tích vừa đưa tay sờ vết sẹo ở tai như thói quen vô thức, nên Mu Chan đã nhắc nhở phải chú ý không được để lộ trước mặt Súc Du. Cô thông báo rằng Getan đang lấy nhà anh để làm hang ổ cho hành động, nhưng hắn thì chỉ quan tâm tới con thỏ đã nhạt màu, mà con gái mình rất yêu thích mà thôi. Con gái hắn bị đâm 22 lần, và ông ta cũng ăn miếng trả miếng, vẫn tiếp tục dù hắn đã chết, có điều vì trời mưa, nên nhát thứ 13 bị chệch vị trí so với vết đã đâm cô bé, nên rất có thể liên quan tới dòng chữ tại nhà mình. Để biết rõ như vậy, thì Getan hẳn là người đặc biệt quan tâm tới vụ án này và cực thân thiết, quý mến con gái hắn. Người đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trên, không ai khác chính là Mu Chan đây, còn dặn đừng quá tin tưởng vào người đồng nghiệp này. Trong khi Du Hyun mặt biến sắc thì anh vẫn bình thản, mà yêu cầu ông ta bớt nói nhăng cuội lại. Tại tang lễ, vợ của Ji Chun đã định nhắn tin cho Mu Chan, tiết lộ thêm thông tin về cái chết của chồng, nhưng tên bịt mặt kia đã xuất hiện và xử lý cô ngay lập tức, với cách thức không khác gì lúc trước. Rời khỏi đó, Mu Chan bất ngờ nhận được đoạn phim từ Getan, bóc trần sự thật rằng cảnh sát đã nói dối, chẳng có ai rơi vào nguy kịch hay đối mặt với tử thần cả. Cánh phóng viên cũng đánh hơi và tụ tập lại cực đông đúc. Sự phẫn nộ của người dân tăng lên, khi Getan cho rằng cảnh sát thật khối nát và thủ đoạn, làm mất đi ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu tử hình. Hắn thực sự chỉ muốn những người đáng chết phải chết thôi, còn mỉa mai thứ công lý rẻ tiền mà Mu Chan đang bảo vệ. Thế nên anh đã thẳng thắn đáp trả, rằng hắn đừng ảo tưởng mình là anh hùng, bằng mọi giá sẽ tống cổ hắn vào nhà đá. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất tại Be Review Phim nha các bác. Quay ngược lại quá khứ, Mu Chan, người phụ trách vụ án mạng thương tâm của Nazi, không thể kìm được sự xót xa khi thấy thi thể nạn nhân. Cha của cô bé thất thần như người mất hồn, khóc lóc và gào thét dữ dội vì cảnh tượng đau lòng này. Súc Du khờ khạo ngắm nhìn lại con gái và những bức vẽ gia đình khi xưa. Là một người thân thiết, Mu Chan thậm chí còn phẫn uất khi tên khốn thủ phạm Utech lại được thả tự do sau khi gây ra tội lớn, và chính Súc Du là người đã ngăn cản giúp anh lấy lại bình tĩnh với lời khuyên, dù gì cũng phải thượng tôn pháp luật. Trở về hiện tại, Getan đã công khai rằng cảnh sát đang nói dối, chẳng có ai nguy cấp trong vụ nổ bom trước đó của hắn cả. Nghe tin này, thì Min Su tỏ ra cực kỳ phấn khích, có điều cô nàng nhân tình lại động chạm vào vết sẹo ngay trên ngực hắn, nên liền nhận một trận tra tấn không thể nào dã man hơn. Cánh phóng viên cũng bu kín trại giam, tất nhiên không thể thiếu Do Hi rồi. Mu Chan lựa chọn đối mặt. Xin lỗi vì đã lựa chọn cách nói dối để mau chóng bắt được hung thủ. Dù lôi kéo người khác vào các phi vụ giết người, nhưng Getan lại được ủng hộ hơn cảnh sát, nên dù có được lựa chọn lại, anh cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.
Min Su trả phí cho hành vi bạo lực của mình bằng một chiếc đồng hồ đắt tiền. Cay cú ra mặt khi nghe Mu Chan nhắn gửi ghê tan đừng ảo tưởng mình là anh hùng. Ju Hyun kêu cháy lớn để đánh lạc hướng, cánh phóng viên săn tin như săn mồi bỏ đi ngay lập tức. Sau khi sự thật được phơi bày, cảnh sát trở thành mục tiêu công kích của dân chúng. Ghê tan thảnh thơi ngắm nhìn đối thủ, còn cười đầy phấn khích khi thấy anh lộ diện. Biết xúc dù có thể liên quan tới hắn, gã đồn trưởng lập tức dở mặt vì sợ lung lay cái ghế đang ngồi. Ngược lại, ông ta vẫn giữ phong thái cực ung dung và yêu đời, thế nên mới bị quản giáo đánh tới tấp chỉ vì ngứa mắt. Mu Chan chẳng có nơi trốn nào để đi khi đang là tâm điểm của dư luận, may mắn là được Ju Hyun cho tá túc nhờ một đêm. Có điều quên thông báo với cô em, nên lần gặp gỡ thứ hai này mới ái ngại đến thế. Sau khi lấy lại bình tĩnh, họ cùng phân tích về tên áo đen bí ẩn đã gặp tại nhà Súc Ju. Trong khi anh nhận định là tên này vô cùng giỏi võ, thì Ju Min phát hiện ra chi tiết đặc biệt, rằng người hắn có mùi pháo và kim loại, khả năng cao có liên quan tới thuốc nổ và bom rồi, không loại trừ khả năng hắn chính là Ghê Tan. Cô nàng rơi vào mâu thuẫn, khi vẫn muốn Ghê Tan thi hành công lý, lấy mạng tất cả những kẻ rác rưởi không xứng đáng được sống trên cõi đời thay, cho thứ luật pháp và cảnh sát kém cỏi. Tất nhiên Mu Chan phản đối, dù vì lý do gì đi nữa, thì không ai có quyền giết người hay thay đổi hệ thống xã hội theo ý mình được. Cô nàng phản pháo, hẳn là người chưa từng chịu oan ức, chưa trải qua tình huống kẻ giết người thân mình vẫn sống thảnh thơi, nên mới lãnh cảm vậy thôi, mà nào ngờ anh cũng trong hoàn cảnh tương tự, và từ chối tranh luận thêm với Jumi cứng đầu, khiến cô bé nổ đom đóm mắt vì tức giận. Lúc ngắm nhìn những bức ảnh kỷ niệm này, Mu Chan mới nhận ra, có lẽ người mà cô nhóc nói đến chính là cha mẹ rồi. Trong lúc cùng nhau uống bia giải sầu, sự chú ý của anh đã va phải vết sẹo, nên cô nhanh nhẹn che đi vết thương để lại sau khi bị tai nạn giao thông này. Không may là cha mẹ qua đời, dù đau thương nhưng ít ra khi ấy cô cũng lớn rồi, chỉ có cô em gái còn nhỏ nên vẫn chưa thể vượt qua. Cũng vì sợ bị bỏ lại trên cuộc đời này, nên Ju Min đặc biệt quan tâm tới sự an toàn của người chị đây. Ju Hyun tò mò về mối quan hệ giữa anh và Súc Ju, nên Mu Chan cũng chịu ở lòng. 8 năm trước, anh chịu trách nhiệm xử lý vụ án của Na-jae. U-taek có tiền án tiền sự dày đặc liên quan tới bạo hành, tình dục nhưng vì bệnh thiểu năng và còn vị thành niên nên luôn được giảm án, hoặc không thì hòa giải. Và số tiền đó đều được nghị sĩ Min chi trả, thậm chí còn thuê cả luật sư có tiếng, bởi cha mẹ hắn đang làm việc cho gia đình bà ta. Ngày xét xử, Mu Chan đã giao nộp bằng chứng là con thú bông có ADN của hung thủ để kết tội hắn, nhưng luật sư lại tố cảnh sát giả mạo, chứng cứ thực sự nằm trong tay ông ta, và tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào cho thấy nó có liên quan tới bị cáo cả. Sau cùng, thẩm phán lại tuyên hắn vô tội khiến Mu Chan và không khỏi tuyệt vọng, trong khi ấy thì bà Min lại cười tươi hớn hở, còn Súc Ju thì mất hoàn toàn niềm tin vào luật pháp. Dùng ánh mắt căm hờn chứng kiến gia đình kẻ giết con mình hạnh phúc. Thế nên, ông mới thay trời hành đạo, chủ động tiếp cận, cho hắn đi nhờ ô trong đêm mưa và kết liễu theo kịch bản giống hệt như cách hắn đã ra tay với con gái. Dù hiểu rõ nỗi đau đớn mà người anh thân thiết phải trải qua, nhưng Mu Chan vẫn phải thực hiện nhiệm vụ truy bắt. Đúng lúc này thì anh nhận được tin báo về việc vợ Jin Chun đã xanh cỏ với cách thức trùng khớp với hắn. Khám nghiệm tử thi cho thấy, tay chân nạn nhân có nhiều vết sức đỏ, chứng tỏ đã chống cự rất mãnh liệt. Chừng ấy là đủ để Mu Chan loại trừ kẻ anh đã đụng độ ở nhà Súc Ju, vì sở hữu thể hình cực lực lưỡng và giỏi võ, có thể xử lý nạn nhân chỉ trong nháy mắt. Min Su lộ rõ thú vui biến thái, khi dán mắt vào những cô học sinh dưới sân trường, vô thức vân vê tai. Có điều động thái này lại bị Ji Hun bắt chọn, nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra khi hắn hướng mắt về phía cậu. Ả nhân tình của hắn đem đồng hồ đắt tiền đi bán, mà chẳng ngờ lại bị nghị sĩ Min ra tay với một cú tát thẳng thừng. Bà ta tịch thu lại đồng hồ, đổi lại chỉ trao đổi bằng số tiền ít ỏi để yêu cầu cô ta không được hé răng nửa lời về con trai mình. Nhưng cô ta lại là đào mỏ đích thực, chỗ này thì đâu có đủ cơ chứ. Vậy thì chỉ có chơi với Jun thôi. Bà ta hạ lệnh xử người nhẹ như bỡn, rồi thản nhiên bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tranh thủ lúc thầy giáo vắng mặt, Ji Hun đã tái hiện lại hành động đáng nghi của hắn. Đúng lúc này thì cả trường náo loạn vì một vụ bạo lực học đường. Những cậu nhóc này dở thói côn đồ, không những cho vay nặng lãi mà còn đe dọa nhập vai Ghê Tan, đòi bỏ phiếu để thực thi công lý nữa chứ. Chẳng ai dám lên tiếng, duy chỉ có Ju Min dũng cảm phản đối, cẩn thận đỡ bạn của mình dậy, thế nên mới bị chúng ra đòn. Có điều Ji Hun lại là nghị sĩ đen che chắn giúp cô. Mu Chan quyết định xuất hiện tại đồn cảnh sát, xin lỗi cả đội vì đã khiến họ phải hứng chịu gạch đá cùng mình. Thấy vị tiền bối có chết cũng không chịu cúi đầu này hành động như vậy, đồng đội ngạc nhiên lắm nhưng cũng bỏ qua ngay lập tức, dẫu sao cũng vì đại cục bắt tội phạm, chỉ cần một bữa thịt nướng xoa dịu tổn thương là đủ rồi. Quay lại cuộc điều tra, họ phát hiện ra tay tài xế chở Jin Chun cũng xuất hiện tại tang lễ, hắn là có điều gì mờ ám rồi. Cùng lúc đó thì Ju Hyun nhận được tin báo em gái bị thương, nên vội vàng lao tới bệnh viện với tốc độ tên lửa. Ju Min vô tình phát hiện tên bác sĩ biến thái này, giả vờ khám bệnh để chụp hình ngực của nạn nhân, cô đã định ra mặt xử lý hắn nhưng Ji Hun lại ngăn cản tính bao đồng hay gây họa của cô nàng. Hơn nữa, muốn kết tội kẻ nào thì phải thu thập đủ chứng cứ rồi đánh úp mới được, có điều bản tính trượng nghĩa sụp sôi, cô thà là một kẻ phiền toái còn hơn chịu hèn nhát. Vừa gặp em gái là Ju Hyun đã giằn mặt ngay lập tức, không quên xin lỗi Ji Hun vì bị vạ lây và còn muốn trả tiền viện phí để tỏ lòng biết ơn. Có điều vừa rời khỏi đó, bà Ji Hun đã khuyên cháu trai đừng dính líu gì tới hai chị em họ, dẫu sao cảnh sát cũng có rất nhiều kẻ thù mà. Quản giáo lén lút mang những bức thư được gửi cho Súc Ju,
khiến đồn trưởng vô cùng bất an. Nếu chuyện hắn có liên quan tới Gaetan lộ ra, thì đợt bổ nhiệm sắp tới sẽ hỏng bét, nên quản giáo đã khuyên tốt nhất hãy tuyệt giao với ông đi. Ju-hyun dằn mặt cô phóng viên Do-hi, cho rằng ả ta nắm rõ danh thế của Gaetan nên luôn đi trước một bước, thông báo cho cánh phóng viên, đâm sau lưng cảnh sát, ấy vậy mà thái độ vẫn nhơn nhơn nên cô chẳng ngần ngại, mà túm tóc dạy dỗ cho cô ta một bài học. Chính cô ta đã cố tình tiết lộ tên cô nên đội trưởng cũ mới bị đuổi việc, còn cô thì mang tiếng là bán đứng sếp để được thăng chức. Dù vậy nhưng ả ta vẫn chẳng thèm hé răng nửa lời. Quả nhiên, suy đoán của Ju-hyun là chính xác, ả ta ngay lập tức xóa đi đoạn phim mà Gaetan vừa công khai trước đó. Quản giáo chủ động hẹn gặp Mu-chan, với mục đích trao đổi những bức thư được gửi đều đặn từ người hâm mộ số 1 tới Súc Ju để lấy 100 triệu. Mu-chan chẳng những không đồng ý mà còn còng tay hắn tại trận, thậm chí còn kết tội vi phạm luật thư tín và trộm cắp. Thế nên hắn rén ngang mà xin tha tội ngay lập tức, chỉ đòi trả công bằng một cái bánh kem mà thôi. Anh đã nhờ chuyên gia phân tích dữ liệu Ju-hyun xử lý chồng thư siêu dày khổng lồ này. Sau thời gian căng thẳng chờ đợi, họ đi đến khẳng định rất có thể người gửi thư chính là Gaetan. Hắn thậm chí còn chia sẻ kế hoạch giết người cho Súc Ju, cụ thể là nhét tiền vào miệng Ji-chơn, hay đầu độc Eun-gung, mụ đàn bà dã tâm giết chồng để trục lợi bảo hiểm, có điều danh tính thì lại không công bố. Ju-hyun cũng nhận ra rằng những bức thư này đã thiếu phần ở giữa, hẳn là Súc Ju đã giấu nó đi rồi. Vì lý do đó mà họ lại tới gặp ông ta, chỉ khác là Mu-chan không xuất đầu lộ diện. Ju-hyun sử dụng chiêu thao túng tâm lý, bật bài hát giống hệt với đoạn băng mà cô đã tìm thấy ở nhà của Súc Ju, và tất nhiên rồi, ông ta phản ứng với nó ngay lập tức, thậm chí còn thừa nhận đám thư này chính xác là của người hâm mộ số 1 của mình. Ông ta biết hắn xác định mục tiêu, dựa vào những tin tức phẫn nộ đọc được, nên nếu sử dụng nó để phân tích, thì có thể tìm ra danh tính của kẻ tiếp theo bị đưa ra bỏ phiếu tử hình. Có điều, những trang thư chứa bí mật đó, ông ta đã phá hủy hoàn toàn rồi. Súc Ju sẽ đồng ý phối hợp điều tra, chừng nào mà họ tìm cách để đưa mình thoát ra khỏi nhà giam này. Qua mảnh giấy còn sót lại liên quan đến mục tiêu thứ ba, biết cách thức để trừng phạt nạn nhân chính là khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở. Súc Ju cũng gợi ý thêm, chắc chắn những kẻ thực hiện kế hoạch này là một tổ chức ủng hộ tấn công tình dục, rất khó để có thể lật đổ được, và với căn cứ như vậy thì chỉ có thể là quân đội mà thôi. Cuối cùng thì Súc Ju cũng được thả, thoải mái hít hà bầu trời tự do này, không quên nở một nụ cười thân ái khi đối mặt với Ju-hyun. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến tiếp theo tại B-Review phim nha các bác. Cuối tập trước, để có được sự hỗ trợ của Súc Ju, đội cảnh sát buộc phải chấp nhận yêu cầu ân xá đặc biệt, để ông ta có thể tạm rời xa trại giam, tất nhiên vẫn cần có sự kiểm soát từ quản giáo Chun Min. Ju-hyun hộ tống ông ta về đồn, vì lo lắng nên tay vô thức chạm vào vết sẹo sau tai, và kẻ tinh ý kia cũng bắt trọn khoảnh khắc đó. Cậu chàng này mang đến một tin cực chấn động, cậu đã tìm thấy lời nhắn trong chiếc điện thoại của vợ Ji-chan, cho biết có kẻ đã gửi bưu kiện lạ một ngày trước khi hắn bị giết. Nhận diện trên camera an ninh, kẻ đó khá giống với gã áo đen mà Mu-chan đã đụng độ ở nhà Súc Ju. Ngoài ra, họ còn suy đoán, Gaetan hẳn là đã lấy sự an toàn của con ả ta đe dọa, nên buộc phải dụ Ji-chan ra ngoài, sau đó thì Gaetan sát hại hắn theo đúng kế hoạch. Cuối cùng thì hai anh em thân thiết năm nào cũng gặp lại nhau, chỉ khác bây giờ lại coi nhau như cái gai trong mắt. Căn phòng biệt lập này ngột ngạt giống hệt trại giam, lại có camera an ninh theo dõi mọi động thái, và rất nhiều tài liệu liên quan tới các vụ bỏ phiếu tử hình của Gaetan. Có lẽ vì hiềm khích trong quá khứ, ông ta công khai không hợp tác với bất cứ ai, ngoại trừ Ju-hyun. Mu-chan dù nóng máu, nhưng cực chẳng đã buộc phải chiều tí. Cô nàng chăm chú đọc tài liệu về những vụ quấy rối tình dục trong quân đội, với điểm cốt yếu là tất cả tội phạm đều được thả tự do, hăng say tới nỗi quên cả ngày đêm và ngủ gục trên bàn. Thành quả là thu được những con số biết nói, cho thấy quân đội Hàn hẳn là thiên đường cưỡng hiếp với hơn 1.000 vụ án. Nhờ phân tích thông tin, cô đã có danh sách những tên tội phạm này, rất có thể là mục tiêu tiếp theo của Gaetan. Nhiệm vụ của họ là tiếp cận họ, đeo thiết bị định vị kiểm soát, và cuối cùng còn lại hai thanh niên không có thông tin liên hệ và cả ảnh nhận diện. Mu-chan suy đoán, chắc chắn Gaetan sẽ có mặt ở hiện trường để trực tiếp xử lý mục tiêu, nên muốn cô hộ tống Súc Ju tới đó để nhận diện. Bên cạnh đó, cũng cần tìm hiểu lý do vì sao ông ta lại chỉ định cô thay vì bất cứ ai khác. Cuối cùng cũng đã đến ngày bỏ phiếu, tại bệnh viện thì bác sĩ Oh bất ngờ bị một ông cụ lao tới chửi rủa vì đã làm hại con gái mình. Hắn định thần sau vài giây bất ngờ, muốn tự dàn xếp hiểu lầm, nhưng thực chất lại lôi ra một góc và sỉ nhục theo phong cách cực mất nét và tỏ ra hả hê lắm. Ju-hyun tập trung cao độ, gắn các từ khóa có liên quan như công lý, trừng trị, phán xét, tiến hành lọc thông tin để thu hẹp phạm vi đối tượng. Sự chuyên nghiệp này cũng khiến giáo sư đây phải dành lời khen ngợi. Cô cũng cung cấp những hình ảnh về vụ án của vợ Ji-chan, còn tin rằng Gaetan chính là kẻ ra tay, nhưng sắc mặt của Súc Ju lại thoáng chút ngờ vực. Bác sĩ Oh nhận được tin nhắn từ những đồng đội cũ, gọi hắn là đại úy Oh và tỏ ra cực phấn khích vì nhờ hắn cung cấp tiền mà họ có những buổi chơi bời thác loạn miễn phí chất lượng thế này. Hắn tỏ ra cay cú, lập tức truy cập kho hình ảnh mà bản thân đã quay lén vùng nhạy cảm của bệnh nhân trong lúc làm việc và nở một nụ cười biến thái, định thực hiện trao đổi để lấy tiền. Ngay lúc ấy thì hắn phải tiếp nhận ca bệnh mới, nên tạm gác thú vui biến thái đó lại. Có điều ngay khi vừa rời đi, có một thế lực bí mật nào đó đã truy cập vào máy tính của hắn, xóa đi toàn bộ những thước phim mà hắn nâng niu giữ gìn. Bên này, Min nằng nặc đòi chịu trách nhiệm với cậu bạn Ji-hun,
theo chân tới tận bệnh viện để khám vết thương. Thế nhưng cậu lại viện lý do đã quên mua bánh kẹp, nên cô nàng nhanh nhẹn nhận lời mà chẳng hay đã bị cắt đuôi rồi. Cùng thảo luận với Joo Hyun, ông mới tình cờ biết được bố mẹ của Utech đã qua đời, chỉ ít ngày sau khi nhập kho. Vốn dĩ là hàng xóm, nên họ cũng khá thân thiết, thỉnh thoảng còn gửi đồ ăn kèm, thậm chí còn chở con ông đi học khi tiện đường nữa. Họ vốn dĩ rất tốt, chăm chỉ làm việc, dù chủ của họ là nghị sĩ Min bận bịu tới nỗi chẳng mấy khi ở nhà. Con của bà ta là Jun Song, có sức khỏe yếu nên Utech lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ và mang cặp sách hộ. Ngay lúc ấy thì Gaetan đã trở lại với đợt bỏ phiếu tử hình thứ 3, mục tiêu chính là kẻ mang biệt danh đại úy Oh, kẻ thường xuyên có hành vi tấn công tình dục trong quân ngũ, dẫn tới vụ tử tự của một nữ thiếu úy yếu thế. Để gia tăng sự kịch tính, hắn quyết định không công bố tên tuổi thực sự của hắn, như một sự thách thức tới cảnh sát. Ngay khi ấy thì có một kẻ đã tự xưng mình là đại úy Oh, liên hệ với cảnh sát để yêu cầu bảo vệ. Trùng hợp, tên của hắn nằm trong danh sách nghi vấn mà họ chưa thể định vị vị trí. Trùng hợp là cũng nhận được một bưu kiện có ảnh bản thân đã chụp thiếu úy Lim. Với bằng ấy manh mối, họ tin hắn chính là mục tiêu tiếp theo nên lập tức hành động. Trong khi ấy thì sở trưởng và đồn trưởng lại ung dung nghe tin tức, còn nhắc nhở sở trưởng hãy gặp nghị sĩ Min một chuyến để tỏ lòng biết ơn về vụ án 8 năm trước có liên quan tới Súc Du. Nhận yêu cầu của Mu Chan về việc đưa Súc Du ra ngoài làm chó săn, Joo Hyun buộc phải tuân lệnh dù biết nó rất mạo hiểm. Mặt khác, bác sĩ Oh vẫn thản nhiên lắm, cho tới khi xem trực tiếp buổi phát sóng thì mặt mũi biến sắc, lẻn vào phòng riêng và khóa cửa thật chặt. Cũng giống như tên kia, hắn hốt hoảng yêu cầu cảnh sát tới bảo vệ vì chắc chắn bản thân là mục tiêu. Gaetan tiếp tục cung cấp các bằng chứng, cho thấy sau khi bị nhận áo treo một năm vì hành vi của mình, hắn vẫn ăn ngon ngủ yên, thậm chí còn tiếp tục sống thác loạn cùng đám đồng nghiệp đã bao che và khai man cho hắn. Mu Chan nhận được tin có một đại úy Oh khác yêu cầu được bảo vệ, thì bất ngờ ngang, nghi ngờ có kẻ phá đám nhưng ngặt nỗi, hắn cũng có tên trong danh sách mục tiêu mà họ chưa liên hệ được. Như vậy là cùng một lúc, họ phải phân bổ lực lượng đảm bảo an toàn cho cả hai người họ mà chưa biết kẻ nào mới nằm trong tầm ngắm của Gaetan. Joo Hyun trên đường tới nơi Mu Chan chỉ định lại cảm thấy có gì sai sai. Xem xét kỹ lại những gì mà Gaetan nói, cô phát hiện ra có điểm liên quan đến quay lén tại nhà vệ sinh quân y, nơi mà thiếu úy Lim đã treo cổ tự tử. Như vậy hẳn là phải làm trong lĩnh vực y tế rồi, hay nói cách khác, chính tên bác sĩ kia mới là mục tiêu thực sự. Hắn cũng đang ra sức chứng minh mình là đại úy Oh, chẳng thể ngờ bằng một cách thần kỳ nào đó thì Ji Hun cũng có mặt trong phòng và biết được thân thế thực sự của hắn. Joo Hyun quyết định tin vào suy đoán của mình, thay vì tuân lệnh Mu Chan và cuối cùng cũng có mặt tại bệnh viện. Tới lúc này, anh mới biết mình bị kẻ lạ mặt kia tung hỏa mù để gây rối. Người nói chuyện với anh qua điện thoại chẳng hề có mặt tại địa chỉ cung cấp, mà chỉ chơi chiêu bằng một thiết bị cho phép sử dụng hai điện thoại cho một số cụ thể cùng một lúc. Hắn thực sự đang có mặt tại bệnh viện, còn mỉa mai lẽ nào anh muốn cứu một kẻ đốn mặt như vậy hay sao? Tới lúc này, anh mới liên hệ được với Joo Hyun, nhắc nhở cô phải giữ bí mật về sự có mặt của Súc Du cho tới khi đội tri viện tới. Trong khi ấy thì hắn lại nổi trận lôi đình với Ji Hun, vì nghĩ rằng anh là gián điệp của Gaetan, không chần chừ phi thẳng ghế vào đầu cậu nhóc gây ra vết thương với vệt máu dài trên trán. Joo Hyun ra sức gõ cửa tìm kiếm, nhưng hắn lại tỏ ra ngờ vực, kiên quyết trấn thủ trong phòng, đòi kiểm tra thẻ công tác và yêu cầu cô hãy xác minh danh tính của tất cả mọi người có mặt tại sảnh. Ngay khi ấy thì thời gian bỏ phiếu đã hết, có tới 72% người dân đã bỏ phiếu tử hình cho đại úy Oh, khiến hắn càng hoang mang và sợ hãi tột cùng. Gaetan cũng công bố mọi thông tin về hắn, một ác ma đích thực đội lốt bác sĩ, đang làm việc tại bệnh viện lớn do gia đình điều hành. Toàn bộ thước phim ghi lại cảnh hắn quay lén cũng được công bố, và Gaetan tuyên bố sẽ trực tiếp lấy mạng hắn, làm tất thảy điều bàng hoàng về sự thật này. Trong lúc hỗn loạn này, Súc Du phát hiện ra một người quen đang che chắn cực kỹ càng. Hắn từng là người giao hàng tới tận nhà ông và cực thân thiết với cô bé Nae. Ông ta ra hiệu cho Joo Hyun và cô lập tức theo đuổi hắn. Lúc này thì quản giáo tìm được bưu kiện mà hắn để lại, chỉ vài giây sau đã tạo ra một tiếng nổ lớn, ai cũng sợ hãi bỏ chạy khiến tình thế trở nên hỗn loạn. Joo Hyun len lỏi trong dòng người, bị xô đẩy tới mức rơi mất cả bộ đàm. Bất ngờ, Min Su cũng có mặt ở ngoài bệnh viện, bằng cách nào đó đã nghe lén được thông tin trao đổi nội bộ của cảnh sát và biết được bí mật về sự xuất hiện đặc biệt của Súc Du tại đây và tỏ ra phấn khích lắm. Nhân viên của đội phá bom đã tới, yêu cầu hắn phải mở cửa ngay lập tức, trong khi ấy thì Joo Hyun cũng bị tên giao hàng kia đánh cho bầm dập tơi tả và định dành cho cô một cú đánh chí mạng. Mu Chan cuối cùng cũng xuất hiện tại bệnh viện, quyết định sử dụng xe để phá tan cánh cổng sắt sử dụng để phong tỏa. Trong khi ấy thì Súc Du cũng có mặt kịp thời để cứu Joo Hyun một mạng, không nề hạ mà combat với tên lạ mặt kia. Nhờ có cú oanh tạc của Mu Chan mà cảnh sát mới có thể thâm nhập vào trong, nhưng anh chẳng có cách nào để liên hệ với Joo Hyun cả. Ngay khi bác sĩ Oh định mở cửa cho đội phá bom, thì Mu Chan kịp thời ngăn cản, nhấn mạnh nhất định không được mở cửa cho bất cứ ai, dù là cảnh sát đi chăng nữa. Kế hoạch giả dạng thất bại, kẻ đứng ngoài cửa lập tức sử dụng khí ga với mục đích khiến hắn chết ngạt. Vô tình bắt gặp Min, anh mới nhận thức tình hình căng thẳng hơn nhiều vì Ji Hun đang ở bên cạnh hắn. Nhờ có sự giúp đỡ của Súc Du, họ đã thành công tóm cổ tên giao hàng lạ mặt kia. Cô chắc mẩm đó là Gaetan, nhưng rồi ngơ ngác tới bật ngửa khi biết hắn chỉ là nước đi gây nhiễu, còn Gaetan bản chính hãng thì đang chơi mèo vờn chuột với Mu Chan cơ mà. Mục tiêu đã quyết định ra khỏi hang, lấy Ji Hun làm con tin khiến Gaetan cũng phải dè chừng mà bỏ súng xuống.
Có điều, cậu nhóc này lại lợi dụng thời cơ, chủ động đẩy hắn và thoát ra, mở màn cho cuộc ám sát của hắn. Ngay khi định lấy mạng thì Mu Chan lại một lần nữa có mặt đúng lúc, còn khuyên hắn hãy dừng lại trước khi quá muộn. Tên bác sĩ Ô còn giả miệng muốn dùng tiền để mua chuộc mạng sống, thật được cười với kẻ muốn thực thi công lý và ngập tràn căm hờn như ghê tan. Lạ lùng ở chỗ, Xúc Du không hề quen biết hắn, ngó nghiêng một hồi quyết định kích hoạt hệ thống báo cháy. Du Hyun nhanh nhẹn ấn chuông báo động. Mu Chan bất ngờ trước tình huống này, sử dụng túi để hạn chế tia lửa bắn ra vì biết nơi này ngập khí ga nhằm chấn áp ghê tan, nhưng đã quá muộn màng khi hắn nhanh nhẹn cứa cổ bác sĩ Ô trước. Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt thất thần của Ji Hun, còn ghê tan dù bị bắt vẫn mỉm cười đầy thích thú. Ghê tan bị bắt, đồng nghĩa với chuyên mục đặc biệt về bỏ phiếu tử hình của phóng viên Đô Hy sẽ bị hủy bỏ, thế nên mới cáu kỉnh như vậy. Tới bây giờ thì Minh mới được gặp Ji Hun, không ngừng xót xa và hỏi han kỹ càng lắm, chẳng thèm để mắt tới cô chị gái đang ở phía sau. Mu Chan nổi cơn lôi đình, trách mắng Xúc Du đã cố tình hành động như vậy khiến mục tiêu phải bỏ mạng, nhưng đáp lại là câu trả lời đanh thép, chẳng phải chính anh cũng muốn tên đốn mặt đó chết quách đi hay sao? Tên này khẳng định, tất cả các nạn nhân của các buổi bỏ phiếu trước đó đều là do mình giết, nhưng Mu Chan đủ thông minh để hiểu, hắn không thể hành động một mình được. In vết sẹo trên cổ tại vị trí khắc số hiệu, bằng linh tính mách bảo, Mu Chan khẳng định hắn chính là Jin Úc, hôn phu của thiếu úy Lim, quân nhân được xác định đã qua đời khi đang làm nhiệm vụ. Phục vụ điều tra, Xúc Du đã được hộ tống tới thăm chính căn nhà của mình. Ông ta thực sự cảm kích khi biết Du Hyun đã giặt sạch chú gấu bông mà con gái mình yêu thích, đã vậy còn chu đáo chuẩn bị cả thuốc bôi vết thương nữa. Xúc Du bật lại bản nhạc yêu thích, lau sạch bụi trên bức ảnh chụp Na Dê, nhớ lại những khoảnh khắc cực hạnh phúc cùng cô con gái nhỏ tại nơi này. Du Hyun phán đoán rằng kẻ bị bắt kia chắc chắn không phải ghê tan, thứ duy nhất tương đồng ở hai người họ chỉ là sự phẫn nộ khi mất người thân mà thôi. Có thể Mu Chan không nhận ra nhưng cô lại thấy rõ điều đó hơn ai hết. Đáp lại, ông ta khẳng định nếu vì lý do đó mà cô thấu hiểu ghê tan thì thực sự cảm thương cô sâu sắc cho nỗi đau này. Ông ta cũng đưa cho cô bức vẽ gia đình của Na Dê, có sự xuất hiện của một cậu bé trạc tuổi, là người bạn thân thiết nhất của cô nhóc. Trước lúc rời đi, không quên nhắc nhở cô đã sai, Mu Chan hoàn toàn có thể hiểu nỗi đau thấu trời khi mất người thân đó. Trong khi ấy thì anh đang làm loạn văn phòng của sở trưởng, khi ông yêu cầu đóng lại vụ án ngay lập tức, dù biết rõ kẻ nhập kho rõ ràng không phải ghê tan mà họ đang truy bắt. Qua xác nhận pháp y, Jordan đã chứng minh phán đoán của Mu Chan là chính xác, vì cái chết đầy cay nghiệt của hôn thê, Jin Úc đã tới tận nhà bác sĩ Ô để lấy mạng nhưng lại bất thành. Vì sợ vụ bê bối này làm ảnh hưởng, chính quân đội đã làm giả giấy tờ cho thấy hắn đã chết và cho xuất ngũ ngay lập tức. Từ đó hắn chỉ làm bảo vệ, tất nhiên là tại chính bệnh viện của bác sĩ Ô để theo dõi đường đi nước bước của hắn. Xem kỹ lại camera ở hiện trường, Jin Su còn phát hiện ra sự có mặt của Min Su. Hắn cũng tới bệnh viện thời điểm họ vây bắt ghê tan, bất thường ở chỗ hắn chỉ ngồi lì trên xe mà chẳng hề bước chân xuống một giây nào cả. Du Hyun tinh cáo ghi âm lại cuộc nói chuyện với Xúc Du và đưa nó cho Mu Chan, còn thắc mắc vì sao mà mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên tồi tệ như vậy, đến nỗi ông ta còn tin anh chính là ghê tan nữa. Tất nhiên là anh né tránh câu trả lời, chỉ yêu cầu phải đưa Xúc Du quay về trại giam ngay lập tức. Ji Hun dường như vẫn chưa vượt qua cú sốc, dù rằng trước đó hoàn toàn tán thành chuyện ghê tan tử hình những kẻ cặn bã, nhưng khi thấy hắn chết ngay trước mắt thì cũng có chút rén ngang. Min chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe tâm tư và động viên cậu chàng cả. Trong lần chạm mặt trước khi về trại giam, Xúc Du đã phẫn nộ trách mắng Mu Chan biết rõ danh tính của kẻ đồng phạm với Utech, giết con gái mình nhưng lại kiên quyết giấu nhẹm đi. Đúng là khi đó, anh đã nhìn thấy Jun Song nở một nụ cười quái đản khi thấy thi thể của Na Dê. Nhưng vì lý do gì đó, mà tới tận bây giờ, Mu Chan vẫn phủ nhận. Điều đó khiến Xúc Du thất vọng, ông ta đã từng nghĩ anh là ghê tan, lập ra cuộc bỏ phiếu này, vì sự hối hận đã để sống hung thủ bởi sự thiếu quyết đoán của mình khi xưa. Du Hyun cẩn thận ghi lại những từ khóa trong cuộc nói chuyện của họ, nhưng khi Mu Chan ghé tai nói nhỏ với Xúc Du thì dù có căng tai hóng, cô cũng hoàn toàn bất lực. Phóng viên Đô Hy lại trưng bộ mặt khó ưa, trách mắng sếp đã dẹp đi chương trình về vụ lá phiếu tử hình của mình. Cô ta có thể dở mọi thủ đoạn để tăng tỷ suất người xem và có được danh tiếng, bao gồm cả đề xuất tạo ra một ghê tan mới. Mu Chan sử dụng bức hình của Jin Úc tới tìm cha của đại úy Lim, người đang hàng ngày kêu oan cho con gái, mong ông ta hợp tác lay chuyển tâm can của hắn. Vốn dĩ rất yêu thương Jin Úc, nên ông ta tới tận trại giam để nhận tội thay cho chàng rể này. Hắn khóc lóc đầy đau xót và tới tận bây giờ mới khai ra việc có đồng phạm hỗ trợ hành động. Du Hyun đọc tài liệu vụ án của Na Dê, phát hiện ra lời khai của nhân chứng có tên là Jun Song, và sau khi tra cứu thì cô phát hiện hắn chính là Min Su, giáo viên chủ nhiệm hiện tại của Min. Để có thêm thông tin về hắn, cô lén mở điện thoại của em gái và tình cờ phát hiện đoạn phim quay lại cảnh hắn đang giao dịch bí ẩn cùng hai học sinh khác ngay trong đêm bỏ phiếu tử hình thứ hai. Với năng lực không phải dạng vừa đâu của một hacker, cô đã cố gắng thâm nhập vào máy chủ của Min Su, nhưng rồi lại thất bại khi hắn sớm nhận được tín hiệu cảnh báo, còn tỏ ra cực thích thú khi biết có vị khách không mời mà tới. Còn Du Hyun thì tỏ ra khó hiểu và tức tối, vì một cá nhân lại sử dụng hệ thống bảo mật đắt tiền mà dân chuyên, như cô còn chưa từng được thử. Ở một diễn biến khác, Jin Úc khai rằng bắt đầu kế hoạch này vì hôn thê đã mất, muốn trừng những ác ma vô tội, sống cũng chỉ gây hại cho xã hội và xử tử chúng thay cho thứ luật pháp vô nghĩa. Người đứng sau và lên kế hoạch là người hâm mộ số 1. Hắn cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ biết rằng người mà hắn kính nể nhất đang bị nhốt trong tù chỉ vì thực thi công lý, chính là Xúc Du.
nhưng cũng chính hắn là kẻ đã hủy hoại người mà Xúc Du yêu quý nhất, nên hẳn là ông ta cũng căm ghét hắn tới tận xương tủy. Ông ta trở lại trại giam, được thăm khám cực kỹ lưỡng, còn hứa khi ra tù sẽ quay trở lại bệnh viện và thăm cháu trai hiền lành của bà, người vừa mới trải qua sinh tử. Ju Hyun tới tận trường để theo dõi động thái của Min Su, đen đủi là chiếc xe phản chủ khiến cô đổ bể kế hoạch. Thật bất ngờ, hắn đã dừng xe lại và còn có nhã ý cho cô đi cùng. Để che mắt, cô giả bộ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và đồng ý lên xe. Trong khi ấy thì đội cảnh sát cùng đào sâu về quá khứ của tên này, biết được hắn chính là giáo viên ngậm thìa vàng, sở hữu bề dày thành tích và là một nhân tài đích thực, đặc biệt là lĩnh vực máy tính. Hắn quả nhiên là thông minh, thấy dáng vẻ lúng túng của Ju Hyun, còn biết chắc chắn cô đang nghi ngờ hắn là đồng phạm trong vụ giết con gái của Xúc Du nữa. Ngay khi lật mặt, hắn đã điều khiển chiếc xe với tốc độ tên lửa và lướt đi trong màn mưa, mà chẳng buồn để tâm cô đang hốt hoảng tới thế nào. Ngay khi ấy thì đội cảnh sát lại liên hệ và muốn hắn đưa Ji Hun tới đồn với tư cách là nhân chứng thay vì người bà bận bịu của cậu. Hắn chẳng có lý do gì để từ chối, còn Ju Hyun thì nhanh nhẹn cướp lời, thông báo rằng hắn đã tốt bụng cho mình đi nhờ xe, như cách bảo vệ an toàn cho mình vậy. Hắn nở một nụ cười thích thú, cho rằng cô đang đa nghi, hắn chỉ đơn thuần là đi đường mới nhanh hơn mà thôi. Trở về nhà, hắn lại thản nhiên cùng người mẹ nghị sĩ của mình theo dõi tin tức về vụ của Ge-tan tại bệnh viện. Trong khi hắn mỉm cười rạng rỡ, thì bà ta đanh mặt và hỏi câu cực chấn động, tại sao con lại giết người nữa vậy? Nạn nhân đầu tiên chính là vợ Ji-chơn, và hắn cũng chẳng có ý định che giấu tội ác với mẹ của mình. Đã vậy còn khẳng định đã chuẩn bị một món quà đặc biệt, mà bà sẽ rất thích cho mà xem. Thì ra trước đó, nghị sĩ Min và Xúc Du đã có cuộc tranh cãi cực căng thẳng, liên quan đến các vấn đề về luật pháp, ai cũng có những quan điểm và người ủng hộ riêng, nhưng Xúc Du là người thắng thế khi khẳng định, khi phiên tòa chưa kết thúc thì chưa ai bị kết tội, tuyệt đối không được công kích hay giết hại họ. Sau khi kết thúc buổi tranh luận, bà ta lại vui vẻ giới thiệu về Jun Song, cậu con trai cực thích luật pháp và ngưỡng mộ ông. Thấy vậy nên Xúc Du đã chủ động ký tặng, còn mời cậu rảnh hãy tới nghe các buổi dạy của mình nữa. Ngay khi ấy thì Na Dê và chú chó yêu thích xuất hiện, ông lập tức tiến tới và vui vẻ trò chuyện cùng con gái. Trên đường trở về, bà ta lộ bản mặt thật, khinh bỉ ông gà trống nuôi con, trong khi Jun Song không rời mắt khỏi cảnh tượng díu dít kia. Cậu nhóc thực sự đã dành thời gian đến nghe giáo sư Xúc Du giảng dạy ở trường, quan sát cả việc ông thích bình nước, cái vỗ vai động viên cũng khiến cậu vui mừng. Nhưng rồi chợt nổi cơn ghen khi thấy ông cũng gần gũi với các học sinh khác. Hôm ấy, vì bé bông mà Na Dê yêu thích mất tích, ông đã gặp cậu để hỏi về tung tích của nó, bởi có người nhìn thấy cậu đã sang nhà chơi, nhưng Jun Song lại thẳng thừng từ chối, cho rằng mình chẳng có cách nào để đưa chú chó đi được, khiến ông vô cùng bất ngờ. Ngay khi ấy thì vợ chồng nghị sĩ đã về, vì không muốn làm dùm beng mọi chuyện nên ông đã yên lặng ra về. Còn chủ tịch thì từ tốn đào đất trong mảnh vườn sau nhà, quả nhiên phát hiện ra bé bông, không chần chừ mà đánh cậu ta tới tấp, vì đây không phải là lần đầu Jun Song có hành động dã man như vậy. Nghị sĩ Min lập tức đổ tội cho cậu bé thiểu năng UTEC, phận làm tôi tớ nên dù cha mẹ đứng ngay bên cạnh, cũng chẳng dám hó hé để bảo vệ con trai mình. Cậu ta đã tìm lúc thích hợp để xin lỗi UTEC, đồng thời khẳng định sẽ không để yên cho kẻ đã mách lẻo hành động của mình, với nụ cười danh mãnh. Ngay sau khi Na Dê mất tích, Mu Chan đã nốc thuốc cực căng trong quán bar, tỏ ra mình là một dân chơi đích thực để răng lưới các con nghiện, dù biết hành động này cực nguy hiểm tới sức khỏe, nhưng chỉ có như vậy thì mới nhanh chóng đóng án để tiếp tục đi tìm cô bé. Đúng lúc ấy thì anh nhận được thông tin đã tìm thấy thi thể của Na Dê, tất thảy đều đau đớn và bàng hoàng, Xúc Du thậm chí còn bị coi là nghi phạm, duy chỉ có Jun Song là đứng từ xa, nở một nụ cười đắc chí thương hiệu mà chẳng hay đã bị Mu Chan bắt chọn khoảnh khắc đó. Jisoo khi ấy là thanh tra, cũng chẳng thể tin nổi sao ông lại có thể giết chính con gái của mình. Nhưng từ đầu tới cuối, Xúc Du không hề hé răng nửa lời. Trên mạng còn phát tán đoạn phim tẩy chay vị giáo sư tên tuổi như ông, khi có hành vi động chạm nữ sinh như thể đang quấy rối tình dục, khiến người cha cứng rắn này cũng phải ôm mặt khóc nức nở vì oan khuất và bàng hoàng. Căn nhà cũng dán đầy những lời nguyền rủa, Xúc Du tuyệt vọng tới nỗi chẳng biết mình nên lựa chọn danh xưng nào cho xứng, người cha mất con hay người cha giết con đây. Mu Chan chỉ biết động viên ông, khẳng định người hâm mộ số 1 này sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện. Nói là làm, cậu đã phát hiện ra con thỏ bông được gắn ở cặp sách của cô bé đã biến mất. Đặc biệt ở chỗ, nó được đích thân cậu bé mà ông nhận nuôi làm, nên trên đời này chỉ có 2 cái mà thôi. Nhờ quan sát kỹ lộ trình di chuyển trước khi mất tích của Na Dê, Mu Chan tình cờ thấy trong đội đạp xe có một bà cô gắn camera hành trình ở mũ bảo hiểm, nên lập tức nhờ trích xuất và phát hiện ra UTEC đã cầm cặp sách của cô bé. Hai người họ đã cùng nhau thảo luận và chắc chắn rằng hung thủ chính là kẻ đang giữ con thỏ bông này. Họ buộc phải sử dụng con thỏ bông độc nhất vô nhị còn lại này để vạch mặt hắn. Anh tới nhà nghị sĩ Min để hỏi thêm thông tin về nghi phạm UTEC, Jun Song còn lật mặt mà nói bản thân chẳng hề thân thiết với người anh khờ dại kia, và tất nhiên không quên chào tạm biệt bằng nụ cười thách thức. Mu Chan thấy có điều gì đó không đúng, yêu cầu đào sâu về cậu nhóc bí ẩn này, mà chẳng hay kế hoạch đó đã bị nghị sĩ Min nghe thấy toàn bộ. Lên kế hoạch để dồn mọi sự nghi ngờ về Xúc Du. Jin Su vẫn nghĩ rằng Mu Chan đã nghi ngờ không có cơ sở, nhưng anh linh cảm bản thân không sai, đặc biệt là nụ cười khó hiểu của cậu ta. Được triệu tập lên đồn lấy lời khai, Jun Song bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, tiết lộ đã thấy UTEC cầm chiếc cặp màu hồng giữa đêm, nhưng không hề khẳng định nó là của Na Dê. Lý giải cho đôi bàn tay băng bó vết thương, cậu ta nói do sơ suất khi phụ bác làm vườn,
nhưng Mu Chan thừa thông minh để hiểu đó là một lời nói dối, còn mỉa mai dùng dao hẳn là khó hơn cậu tưởng rồi. Vì chưa đủ bằng chứng, Mu Chan vẫn chưa thể khép tội Jun Song là đồng phạm, nổi nóng mà lao vào đánh đập U Tech mong hắn khai ra nhưng vô ích. Chẳng còn lựa chọn nào, anh buộc phải thông đồng với bên công tố, đưa ra bằng chứng giả là con thỏ bông có chứa ADN của nghi phạm. Có điều, luật sư của nghị sĩ Min đã biết trước điều đó, giao nộp chứng cứ bổ sung chính là con thỏ bông thực sự mà người giao hàng nhặt được, và đặc biệt trên đó, không hề ghi nhận ADN của bất cứ ai ngoại trừ hai cha con Naze. Thêm vào đó, U Tech cũng công khai những vết bầm tím do Mu Chan gây ra nhằm ép mình nhận tội. Vì lẽ đó, mà U Tech được phán vô tội. Trong khi Mu Chan thực sự nổi điên khi thấy luật pháp thối giữa đã thả tự do cho tội phạm, thì Xúc Du vẫn rất bình tĩnh, khuyên anh hãy tuyệt đối thượng tôn pháp luật. Ông chủ động sang xin lỗi U Tech mà chẳng ngờ, lại được cậu bé thiểu năng này cho nghe một đoạn ghi âm, rất rõ ràng tiếng cầu cứu của cô con gái nhỏ và cả câu nói con nhớ bố. Vừa bàng hoàng, vừa đau thấu tận tim gan, Xúc Du đã lên kế hoạch để tự thực thi công lý, phủ bạt che bụi ở phòng cô con gái nhỏ, đặt gấu bông lại đúng vị trí và tiếp cận U Tech trong đêm mưa gió. Ngay khi ông ta bị bắt, Jun Song cũng có mặt và tất nhiên là nở một nụ cười không thể sảng khoái hơn. Chưa dừng lại, ngay khi ấy thì Mu Chan còn nhận được tin cha mẹ U Tech cũng bất ngờ qua đời vì đột quỵ, trong khi hai mẹ con nghị sĩ Min thì vẫn ngập tràn hạnh phúc. Quay trở lại hiện tại, tất cả những nhân vật có mặt trong vụ án 8 năm trước đã lại một lần nữa hội ngộ. Ju Hyun đứng từ xa, cẩn thận ghi lại phản ứng của từng người với đối phương. Cảnh sát chỉ hỏi qua loa Ji Hun và yêu cầu cậu về ngay lập tức. Thì ra, cậu chỉ là cái cớ mà thôi, thực chất, người mà cảnh sát muốn gặp chính là Min Soo đây. Mu Chan là người trực tiếp thẩm vấn, và tất nhiên là những câu hỏi về sự liên quan của hắn trong cái chết của Naze. Ji Hun được cảnh sát hộ tống về, nhưng cậu lại viện lý do cần đi vệ sinh mà trốn đi. Đen đủi là lại chạm mặt Ju Hyun, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên xe trở về trường. Thật ra thì cô nàng cũng muốn nhờ cậy cậu nhóc thông minh này giúp một tay để thâm nhập vào máy tính mà Min Soo hay sử dụng. Ji Hun đủ thông minh để hiểu cảnh sát đang nghi ngờ thầy giáo mình chính là Getan, do đó đã nhanh nhẹn trổ tài hacker đỉnh cao, lấy lại toàn bộ tệp tin được xóa nhờ chương trình khôi phục của mình. Quả nhiên, trong đó có đoạn phim ghi lại cảnh cô đã bí mật tiếp cận chiếc xe ô tô phát nổ để cứu Mu Chan mà Getan đã công khai trước đó. Ji Hun thì mừng rỡ, trong khi đó Ji Hun lại phô bày vẻ mặt như thể đã răng bẫy cô thành công vậy. Tới lúc này, cảnh sát hoàn toàn có lý do khẳng định Min Soo chính là người hâm mộ số 1, cũng đồng thời là kẻ đã khơi mào cuộc bỏ phiếu tử hình này. Nhưng điều Xúc Du quan tâm lúc này lại là độ chân thành trong câu nói của anh lúc trước. Thì ra, Mu Chan đã tiết lộ, nếu bản thân thực sự là Getan, thì sẽ ra lấy mạng của kẻ đã giết Naze đầu tiên rồi. Quay trở lại hiện tại, ông cung cấp thêm thông tin rằng Min Soo có suy nghĩ cực khác biệt, ví dụ như trong vụ giết chú chó lúc trước, hắn không hề để tâm ông đã biết động cơ hay chưa, mà chỉ muốn biết ông đã nắm được cách thức thực hiện hay chưa. Ju Hyun phấn khởi cảm ơn Ji Hun vì đã góp công lớn, còn khuyên cậu nhóc hãy thi vào trường an ninh cảnh sát và hứa sẽ trở thành một người đáng tin cậy để cậu chút bầu tâm sự. Dù cậu đã cố gắng che giấu việc mình sớm mất cha mẹ, những người đồng cảnh ngộ như cô nhìn vào là biết ngay mà. Trời chợt đổ cơn mưa, Ji Hun nhớ lại quá khứ cũng từng dầm mưa như vậy mà chẳng ai quan tâm. Duy chỉ có Naze chủ động đưa ô che mưa cho cậu, và từ đó họ trở thành một gia đình thân thiết. Bức tranh kia cũng là chính tay cậu vẽ, trong lúc ngắm nhìn hai cha con chơi đùa với nhau cực hạnh phúc. Trong đêm định mệnh mà bố nuôi ra tay sát hại U Tech, Ji Hun cũng đứng từ xa chứng kiến toàn bộ và không khỏi hốt hoảng. Ông cũng dùng ánh mắt kiên định như nhắn nhủ cậu hãy rời đi. Chiếc ô hồng nhiều kỷ niệm nằm lẻ loi trên đường, và giờ thì cô nàng Min lại chủ động tiến tới và che ô cho anh, giống hệt cách Naze đã làm vậy. Nên Ji Hun đã nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc trong khung cảnh tuyệt đẹp này. Trong khi ấy, Getan tiếp tục châm ngòi dư luận, tạo nên một cuộc tranh cãi xung quanh quyền được tước đoạt đi mạng sống của những kẻ độc ác vẫn đang sống thảnh thơi vì được luật pháp bảo hộ. Do Dan nhận định, tất cả những tài khoản này đều do một cá nhân hay tổ chức nào đó sắp đặt, vì dấu ngắt câu được sử dụng giống hệt nhau như thói quen vậy. Hơn nữa, còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, cùng đăng tải số lượng bài viết tại một thời điểm nhất định. Như vậy có thể khẳng định, nhóm tội phạm này không đơn giản chỉ có Min Soo và Jin Up. Lần này, với những thông tin có trong tay, Ju Hyun suy đoán mục tiêu tiếp theo của Getan chắc chắn là tử tù. Cảnh sát lập tức cắt cử cán bộ theo dõi Min Soo, không quên cài định vị để kiểm soát vị trí của hắn. Họ cũng đồng thời phát hiện ra hắn có mặt trong đám tang của Ji Chan, họ bỏ lỡ chi tiết này, chỉ vì hắn đã tinh vi thay đổi trang phục ngay sau khi xuất hiện. Vì Ju Hyun phải giữ kín thông tin điều tra về Min Soo, nên dù có lo lắng cho sự an toàn của em gái, cô cũng bất lực khi không thể ngăn cản Min tới trường. Trước trại giam, rất nhiều công dân đã có mặt và biểu tình, đòi khôi phục lại chế độ tử hình để thực thi công lý, khiến những tên tử tù nổi cơn lôi đình thực sự. Phóng viên Do-hee bước vào phòng làm việc của nghị sĩ Min, lén lút chụp lại kế hoạch làm việc của bà ta. Còn gian xảo bật ghi âm trên điện thoại nhằm ghi âm lại cuộc nói chuyện. Có điều, bà ta đủ thông minh để xử lý cô ta một cách gọn gàng. Song xuôi mới yên tâm mà khẳng định, sẽ sắp xếp và bảo hộ cho chương trình về lá phiếu tử hình của cô ta, chỉ cần tỷ suất tăng thì sẽ được thưởng thêm. Đúng lúc này thì điện thoại của Jordan cũng nhận được tin nhắn của Getan số 1, thông báo về thời gian và địa điểm gặp mặt, nhưng cậu ta lại giấu nhẹm thông tin này với Ju Hyun. Ji Hun tiếp tục cúp họng và bị đồn là đã có mặt tại buổi biểu tình đang dần dần trên mạng. Lực lượng bảo vệ nhân chứng tới gặp Ji Hun cũng bất thành,
Min cũng chưa từng đặt chân tới nhà cậu, và địa chỉ trong hồ sơ học sinh cũng là giả vì nơi đó chẳng có ai sinh sống cả. Trên đường phố, mọi người hào hứng đeo mặt nạ chó của Getan, khiến Min Su cực phấn khích. Cũng trong lúc đó thì hắn phát hiện ra mình bị theo đuôi. Dù cảnh sát có đánh lạc hướng chỉ là kẻ giao hàng nhưng cũng chẳng thể xóa đi nghi ngờ của kẻ danh ma này. Đội điều tra đặc biệt tiếp tục phục kích ở nhà của Suk Ju, không ngừng tranh luận về mục tiêu sắp tới. Nếu đó là tử tù giống như Ju Hyun đã phân tích, vậy thì Min Su sẽ xử lý trong tù hay ngoài tù cơ chứ? Dù biết có gia đình chống lưng, nhưng việc này cũng khó có khả năng xảy ra. Đó là lý do mà hắn kêu gọi các đồng minh để tạo nên vụ tập kích nhà tù. Tại nơi bí mật nào đó, các Getan chủ chốt đã gặp mặt nhau. Chúng tỏ ra lo lắng khi Jin Uk, đồng thời là Getan số 4 đã bị bắt, nhưng lại được tên cầm đầu trấn an rằng Jin Uk vẫn giữ lời hứa khi không hé răng nửa lời. Việc họ cần làm lúc này chính là lên kế hoạch tỉ mỉ để xử lý những tên tử tù sống dựa dẫm vào tiền thuế nhà nước. Trước đó, tù nhân còn được cung cấp nước đóng chai cực sang chảnh để ngăn cản nguy cơ lây nhiễm bệnh. Sau khi được khám định kỳ 6 tháng một lần, họ sẽ được nhận thuốc từ bác sĩ. Họ uống rất chăm chỉ mà chẳng hề hay biết thuốc đó có chứa hàm lượng kali lớn, sẽ phản ứng với thuốc hạ huyết áp được trộn trong nước đóng chai sẽ khiến họ xanh cỏ ngay lập tức. Chang Hun, một trong những tử tù không đội trời chung của số 2 đã trở thành nạn nhân. Chúng quyết định sử dụng kế hoạch này để khai sáng cho chính quyền ngu muội đang phung phí tiền thuế cho những kẻ cặn bã như vậy. Đáng nói ở chỗ, quy tắc hoạt động của nhóm Getan là không biết về đối phương, như cách bảo đảm an toàn và hạn chế rủi ro. Qua dáng vẻ thì có thể thấy, một trong số đó là phụ nữ, và Getan số 5 nóng tính đã chính thức lộ mặt. Nước đóng chai đã được đưa tới tận tay tù nhân, bà bác sĩ có mặt để khám sức khỏe định kỳ bỗng nhiên thất thần lơ đãng. Bên này, Mu Chan đã yêu cầu được gặp Min Su, biết rằng nghị sĩ Min sẽ chẳng dễ dàng đồng ý, nên anh buộc phải chơi chiêu sử dụng loa mà hò hét ầm ĩ, cuối cùng thì cũng thành công đối mặt với hắn. Họ đã thông báo lệnh bắt giữ khẩn cấp hắn vì nghi ngờ là hung thủ giết vợ Di Chan, hắn vẫn ngạo nghệ chẳng sợ hãi dù bị tra tay vào còng, trong khi nghị sĩ Min thì bất an lắm. Hắn ngáp ngắn ngáp dài đầy chán nản, thì đôi mắt bỗng sáng rực và nở một nụ cười tươi rạng rỡ khi được gặp Suk Ju, thần tượng của mình. Hắn thừa nhận mình là người hâm mộ số 1 và cực hạnh phúc khi nhận được bức thư hồi đáp từ ông. Lạ lùng ở chỗ, Suk Ju lại phủ nhận việc đó. Ông chỉ gặp cậu lần cuối để nói lời tạm biệt, đồng thời muốn xác minh hắn có phải là Getan hay không. Tới lúc này, Min Su mới hiểu, đó mới chính là lý do thực sự khiến cảnh sát muốn tóm cổ tới đây, nên đã cười nắc nẻ cực khó hiểu. Hắn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, khi chỉ mình hắn là muốn níu kéo mối quan hệ với ông, còn thách thức ông tìm ra mục tiêu tiếp theo nếu hắn là Getan nữa. Điều này đã khiến Suk Ju nổi cơn lôi đình mà tóm cổ hắn. Đúng lúc này thì Ju Hyun cũng nhận được tin lượng điện tiêu thụ ở nhà Min Su tăng đột biến. Buổi phát sóng bỏ phiếu tử hình lại được diễn ra. Ji Hun vắng bóng tại trường học cũng theo dõi nó và biết được đây là giả mạo của một thế lực nào đó. Tên Getan số 5 ra sức phá hủy màn hình trong căn cứ bí mật, trong khi Ji Hun cũng nỗ lực dùng tài năng thiên bẩm để kết thúc nó. Mục tiêu tiếp theo được công bố chính là một kẻ độc ác chuyên lấy danh nghĩa bảo vệ công lý, nhưng kỳ thực lại chuyên đàn áp nhân quyền một cách hèn hạ. Getan số 5 thành công ngăn chặn Ji Hun thâm nhập vào hệ thống, nên cậu gấp gáp rời đi. Danh tính của mục tiêu được công bố chính là Mu Chan, khiến Ju Hyun nổi cơn lôi đình mà lôi cổ Min Su ra khỏi đồn cảnh sát. Dù hiểu rõ nguy hiểm đang rình rập, nhưng Mu Chan vẫn muốn tới tận nhà hắn để biết điều gì đang diễn ra. Hơn ai hết, cô hiểu anh không phải là một tên ác ma và đáng chết như những mục tiêu trước, nên dằn mặt Min Su vì cho rằng hắn đang đùa giỡn với tính mạng của một con người. Đoạn phim ghi lại cảnh nhân chứng tố cáo Mu Chan đã dùng mọi thủ đoạn để khiến ông ta phải trả giá bằng 10 năm ngồi tù đã khiến cả những người đồng nghiệp cũng chẳng chần chừ mà bấm nút tán thành. Tại trại giam, bác sĩ đã bắt đầu cấp thuốc nhưng lại nhận được yêu cầu phải dừng lại vì Getan số 5 đã phản bội rồi. Và người đó không ai khác chính là Ji Hun, cậu đã có mặt tại trụ sở của buổi bỏ phiếu tử hình để tìm cách dừng phát sóng. Trong khi ấy thì các đoạn phim cắt ghép tiếp tục được công khai, như để khẳng định Mu Chan là một cảnh sát thủ đoạn, chuyên nói dối và ưa bạo lực, gây ra sự mâu thuẫn trong nội bộ cảnh sát khi có đồng nghiệp đã ném chai nước về phía anh. Ji Su tỏ ra phẫn uất còn Min Su thì hào hứng lắm trước cảnh tượng này. Chẳng chần chừ, Ju Hyun lập tức rút súng và hướng về phía hắn yêu cầu dừng lại, mà không thể ngờ hắn lại điên tới nỗi dí thẳng đầu vào và thách thức cô hãy thử nổ súng xem. Ju Hyun cũng chẳng vừa, lập tức bắn chỉ thiên khiến ai nấy đều ôm đầu sợ hãi, không rời mắt khỏi mục tiêu. Trong khi ấy thì Ji Hun cũng thành công ngắt kết nối, các buổi phát sóng đã tắt đột ngột mà chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Nghị sĩ Min xuất hiện ở đó đúng lúc, định tiến tới dằn mặt Ju Hyun, có điều Mu Chan lại đứng ra bảo kê cực ngầu. Quá khứ của Mu Chan được hé lộ, khi được thăng chức làm cảnh sát, anh đã rất hào hứng về khoe với mẹ, mà chẳng ngờ bà đã bị sát hại từ lúc nào, tên áo đen lạ mặt còn thản nhiên chờ anh về rồi mới trốn đi. Vì thiếu bằng chứng nên vụ án đó đã khép lại mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Quay trở lại hiện tại, Jordan đã tới thăm hỏi Suk Ju trước khi ông ta quay lại trại giam, còn cung cấp đoạn phim Getan khẳng định hắn không hề hoạt động một mình, bất cứ ai muốn đánh đuổi sự bất công, để xây dựng một thế giới công bằng đều có thể trở thành Getan. Ngay sau khi xem xong, Suk Ju đã nhờ cậy Jordan lấy giúp mình cuốn sách khám phá công lý mà chính ông là tác giả. Biết Mu Chan bị đình chỉ công tác tạm thời, Ju Hyun đã tới tận nhà để cùng thảo luận, đã vậy còn cẩn thận sắp xếp lại những thông tin và hình ảnh mà Mu Chan đã tìm kiếm được một cách khoa học và rõ ràng.
họ thấy lạ về thái độ của Min Su khi gặp gỡ Súc Du, và nghiêng về khả năng hắn chỉ đơn thuần là người hâm mộ số 1 mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, cô còn phát hiện ra mỗi khi Min Su thực hiện giao dịch chuyển tiền, thì ngay sau đó Súc Du sẽ nhận được thư, hay nói cách khác, hắn đã thuê người để gửi thư cho ông ta. Tuy nhiên, không hề có bất cứ thư hồi đáp nào, giống như Súc Du đã khẳng định. Khó lý giải ở chỗ, họ vẫn chưa tìm thấy điểm gặp gỡ giữa khoái lạc giết người của Min Su và sự phẫn nộ chân thành vì mất người thân của Jin Úc, nếu hai người họ là đồng phạm và cùng lên kế hoạch để sát hại các mục tiêu của cuộc bỏ phiếu tử hình. Đáp lại, Mu Chan cho rằng khi cô tìm được nút thắt đó, thì cô sẽ hiểu hắn tới nỗi có thể trở thành thủ phạm đó. Trở về bàn làm việc, Ju Hyun tập trung vào tập thư được gửi từ người hâm mộ số 1 cho Súc Du, trong khi ấy thì xe tải chở nước cho tù nhân cũng được bảo vệ thông qua. Jin Úc bị giải về trại giam, khuôn mặt có chút biến sắc khi tình cờ nghe thấy đoạn nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc xe tải kia. Mu Chan cũng lặng lẽ suy nghĩ và kết nối mọi dữ liệu đã có trong tay, và phát hiện ra, kế hoạch bỏ phiếu tử hình này chính là lời hồi đáp của Súc Du. Mặt khác, Ju Hyun cũng tới gặp mặt ông ta, tiết lộ sự thật được che giấu kỹ lưỡng, rằng 5 năm trước ông ta luôn là một tù nhân gương mẫu, cho tới khi nhận được lá thư đầu tiên của Min Su, thì liền thay tính đổi nết tới nỗi bị tống cổ vào phòng biệt giam. Ấy vậy nhưng, trong tập thư này không hề có sự xuất hiện của nó, hẳn là ông ta đã giấu nó ở một xó xỉnh nào đó rồi. Vừa dứt lời thì cô nhận được điện thoại của Mu Chan, thông báo rằng Súc Du chính là Getan. Tiếng súng nổi lên, chiếc xe tải đột nhiên húc thẳng vào tường, Súc Du nhanh nhẹn cứu mạng cô. Sau đó đóng mặt lạnh lên chiếc xe tải chở nước đã được chuẩn bị sẵn. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất tại BeReview phim nha các bác. Với sự chống lưng của nghị viên Min, phóng viên Do Hee đã có cơ hội tiếp tục bản tin phát sóng về Getan, nhấn mạnh tầm quan trọng của ông cha trong việc duy trì thế giới công bằng. Với tư cách là người giám sát xã hội, mỗi công dân đều có quyền chia sẻ những trường hợp bất chính đáng phải nhận án tử hình. Trên bản tin của đài truyền hình, họ sẽ trực tiếp kiểm chứng độ tin cậy dựa trên ý kiến của những thẩm phán, công tố viên, luật sư và cả cảnh sát. Trước đó, khi được hộ tống về trại giam, sắc mặt Jin Úc bỗng dưng khác thường khi nghe tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc xe tải, như thể một ám hiệu nào đó. Hắn trở nên manh động, lập tức xử lý cực nhanh những cảnh sát đang làm nhiệm vụ, nhanh tay lấy con tin để đe dọa và tìm đường trốn thoát. Trong khi ấy, Ju Hyun vô cùng phẫn nộ khi biết được sự thật, lá thư đầu tiên mà Min Su gửi đã được Súc Du giấu kín tới tận giờ phút này, và sau đó là ngỡ ngàng khi nhận tin sốc ngang từ Mu Chan, rằng Getan không ai khác chính là Súc Du. Ngay khi ấy, tiếng súng từ vị cảnh sát vang lên nhằm trấn áp Jin Úc. Một chiếc xe tải lập tức tông thẳng vào phòng biệt lập để giúp ông ta tẩu thoát. May mắn là Ju Hyun không bị thương, chỉ thực sự bất lực nhìn người mà cô đã tin tưởng rời đi ngay trước mắt mà thôi. Vị tiện bối này bất chấp sự ngăn cản của mọi người mà nhắm bắn Jin Úc, vừa hay thì hắn lại ngã lên chiếc xe tải chở nước kia, như thể đã dự tính vậy. Đội thanh tra trở nên vội vã, gấp gáp phóng xe đuổi theo, do có vụ tai nạn trong đường hầm khiến cả con đường tắc dài. Cặp đôi này đã bắt chân lên cổ mà chạy, nhưng nỗ lực ấy đã quá muộn khi hắn đã nhanh chóng tẩu thoát bằng mô tô. Mu Chan có chặn đầu dương súng nhưng vẫn để con hổ sổng chuồng. Và người lái chiếc xe đó chính là giáo sư Súc Du đây. Ông nhớ lại 5 năm trước, Min Su đã gửi thư cho ông ta, còn nói rằng thời thơ ấu rất ghét người bạn thích mách lẻo, nên đã thi hành công lý để cô bé đó được ở cạnh chú cún thân thiết của mình. Thấy hắn ngang nhiên thừa nhận tội ác, Súc Du ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trong lúc tham gia vào buổi cầu nguyện, ông ta vô tình gặp lại Ji Hun và nhận cái nắm tay thật chặt trong âm thầm của cậu bé. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Hejin, ông ta đã qua mặt hệ thống camera tối tân, thuận lợi liên lạc với Ji Hun để chuẩn bị cho kế hoạch đòi lại công bằng. Ju Hyun bị xếp mắng xa xả, vì nếu tin hắn vượt ngục từ sở cảnh sát thay vì trại giam lọt ra ngoài, thì tất thảy họ đều mất việc như chơi. Nhưng Mu Chan thì chẳng hề bận tâm tới điều đó, lớn tiếng yêu cầu sếp phải phát lệnh truy nã để tóm cổ ông ta càng sớm càng tốt. Ji Su quan sát Mu Chan bằng cái nhìn đầy toan tính, rồi lập tức thông báo cho ai đó rằng giáo sư đã vượt ngục thành công rồi. Ji Hun là Getan số 1 và bà Hejin là số 2, quay trở lại căn cứ bí mật và phát hiện ra Getan số 5 đã phản bội, bắt tay với Min Su, cắm USB có chứa đoạn phim bỏ phiếu tử hình giả với đối tượng là Mu Chan, thay vì mục tiêu ban đầu mà nhóm đã chọn. Không hẹn mà gặp, hai thanh tra cứng đầu này lại có mặt ở nhà Súc Du để tìm thêm manh mối. Mu Chan đã tìm được bức hình chụp chung của Na Jae với người bạn, đồng thời là anh trai chuẩn bị được Súc Du nhận nuôi, nhưng rồi lại không thành sau khi ông ta vào tù. Mặc dù khai rằng không còn giữ liên hệ, nhưng anh chắc chắn đó là một lời nói dối. Đôi bạn thân cùng nhau trở về, thấy bóng dáng của người giống giáo sư, Ji Hun nhanh nhẹn lấy lý do cha đang chờ để chào tạm biệt cô nàng. Và đó chính xác là Súc Du, hai người họ đã có giây phút gặp gỡ đầy xúc động. Lần đầu tiên ông ta có mặt tại nơi mà các Getan lên kế hoạch cho những lần bỏ phiếu, không quên an ủi họ đừng tự trách bản thân về sự cố vừa qua. Về nhân lực thì có thể yên tâm vào số 3 vì sẽ tuyệt đối không đâm sau lưng như số 5, hơn nữa lại có vị trí giúp ích rất nhiều cho kế hoạch này. Getan số 5, đồng thời là tài xế taxi chở Ji Chun trước lúc hắn bị lấy mạng, đã gặp gỡ Min Su sau phi vụ phản bội vừa rồi, nhắn nhủ rằng nếu Min Su muốn moi móc thông tin thì phải đáp ứng hai điều kiện, một là tiền, hai là giúp hắn trả thù.
hắn thẳng tay đáp miếng bánh xuống đất. Con dàn mặt phải ngậm miệng và đừng có lơ là, cảnh giác nếu không muốn ngồi tù mọt gông. Min Ju kể câu chuyện bi thương khi cha mẹ đều qua đời trong vụ tai nạn chỉ vì tay lái xe say xỉn với bảng tin của đài truyền hình, hy vọng sẽ được chọn cho cuộc bỏ phiếu tử hình tiếp theo. Đúng lúc đó thì cô nhìn thấy Ji-hun đang nấp ở phía xa, chứng kiến cảnh sát đang tới dàn mặt xương xương thầy giáo của chúng. Trong lúc không ai để ý, Ji-hun lén vào phòng giáo viên, sao chép toàn bộ dữ liệu từ máy tính cá nhân của Min Ju và kịp hoàn thành nó trước khi hắn có mặt. Nghị sĩ Min, người chống lưng cho chương trình của Do-hee, hào hứng khi biết tỷ suất xem tăng cao chót vót, còn tự quyết định mục tiêu tiếp theo là kẻ lừa đảo bất động sản khiến cả gia đình nạn nhân tự vẫn, và yêu cầu Do-hee hãy thực hiện theo đúng kế hoạch. Cô ta tự kiêu, muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, nhưng nghị viên Min với quyền lực vô hạn đã thao túng kết quả trên bảng tin, nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh. Thấy cảnh sát phải điều tra trong âm thầm vì tin Xúc Du vượt mục không thể công khai, tên quản giáo còn lên tiếng cà khịa. Nhưng rồi lại bị Ju Hee-un phản công, cho rằng Xúc Du hẳn là nhận nhiều đặc quyền lắm trong thời gian ngồi tù, khi có những vật dụng được nghiêm cấm. Hẳn phải là cây đa cây đề rồi, ví dụ như giám đốc nhà tù chẳng hạn. Chưa hết, toàn bộ lực lượng chức năng tại nhà tù sẽ bị điều tra, với tư cách là nghi phạm móc nối giúp Xúc Du vượt ngục. Đầu tiên là bác sĩ điều trị trực tiếp cho ông ta, người này không thuộc biên chế trại giam, mà chỉ tình nguyện tới đây để thăm khám mà thôi. Cầm hồ sơ trên tay, Ju Hee-un ngỡ ngàng khi biết, đó lại chính là bà của Ji-hun. Trong khi ấy, Mu Chan vẫn chưa biết, cậu nhóc suýt chút nữa được Xúc Du nhận nuôi là Ji-hun. Tới trại trẻ mồ côi để tìm hiểu thông tin thì được biết, cậu nhóc đó có tên là Tê Giang, thông minh, hiền lành nhưng vì trải qua cú sốc khi tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời, nên phẫn nộ tới nỗi chẳng nói chuyện với ai, hiện tại đã không còn liên lạc nữa. Ju Hee-un báo cho Mu Chan về thông tin mới nhất vừa phát hiện ra, cho rằng có quá nhiều sự trùng hợp khi bác sĩ He-jin phụ trách Xúc Du lại làm việc tại bệnh viện mà nhóm Ge-tan muốn trừ khử đại úy Ô, hơn nữa lại là bà nuôi của Ji-hun. Ngay khi ấy, Do-hee lại trở thành phóng viên ngôi sao, với bản tin khẳng định cảnh sát đã làm trái pháp luật, lén lút đưa Xúc Du, sát nhân khỏi trại giam để phục vụ phá án và để ông ta trốn thoát. Mu Chan tìm tới bà He-jin để đào sâu về Xúc Du nhưng chẳng thu được thông tin gì có ích. Với trực giác cảnh sát, anh nghi ngờ trên tầng có ai đó đang ẩn nấp, nhanh nhẹn đột kích nhưng chẳng có bóng dáng nào cả, còn tỏ ra tiếc nuối vì tưởng rằng đó là Ji-hun. Đáp lại, bà ta khẳng định 10 giờ tối thì cậu nhóc mới trở về sau khi hoàn tất tiết học thêm. Thế là Mu Chan buộc phải rời khỏi đây, sự chú ý va phải chiếc ô hồng khá đặc biệt ở cửa ra vào, và ngay khi anh vừa đi khuất thì Xúc Du từ tốn xuất hiện. Tay cảnh sát nổ súng lúc vây hãm Jin Úc xuất hiện tại điểm hẹn, khéo léo nhận chỉ thị từ Xúc Du và sau đó nhanh chóng hòa vào dòng người. Trong khi ấy, hai nhân tố của đội cảnh sát mạng đã đóng giả học sinh, tới trường học cũng đồng thời là điểm hẹn, mà Ge-tan số 1 đã thông báo để nghe ngóng tình hình. Ngạc nhiên ở chỗ, vừa gặp cô thì bạn của Min đã bỏ chạy, thực chất chỉ là thực hiện theo yêu cầu của Ge-tan số 1, còn đưa mẩu giấy với dòng chữ, hẹn gặp lại vào ngày thời tiết đẹp nữa. Tất nhiên, Ji-hun cũng theo dõi nhất cử nhất động từ xa, nhanh nhẹn bỏ đi trước khi bị phát hiện. Cậu tỏ ra phân vân vì không biết cảnh sát có hiểu ý nghĩa của lời nhắn không, nhưng Xúc Du thì chắc địch, Ju Hee-un nhất định sẽ tìm ra thôi. Quả nhiên, cô đang đau đầu phân tích lời nhắn kia, còn kiểm tra kỹ điện thoại của Jin Úc, và phát hiện ra điểm lạ lùng khi có tới hai ứng dụng thời tiết. Sau đó vỡ òa mà la lớn đầy hạnh phúc khi tìm hiểu được ý nghĩa rồi, khiến Mu Chan cũng đứng hình mất 5 giây. Do-hee đang tự tin với chương trình bỏ phiếu giả mạo thì Ju Hee-un bất ngờ có mặt tại trường quay trực tiếp, yêu cầu mọi người hãy kiểm tra điện thoại của mình, vì rất có thể đã bị Ge-tan lén cài ứng dụng thời tiết để theo dõi người dùng. Mu Chan nói thêm, hành vi xâm nhập trái phép này là lợi dụng công dân, để hợp lý hóa việc giết người hàng loạt. Min Ju nổi điên khi thấy kế hoạch giày công chuẩn bị đã đổ bể ngay trước mắt tới, nổi lên cơn đau tim, nhưng nghị sĩ Min lại trấn an rằng sẽ lo liệu tất cả. Khi bị là đổ bể kế hoạch, Do-hee ngang ngược đã tiết lộ, cảnh sát đúng là mù nhìn khi có kẻ đã liên hệ với cô ta để công khai quá trình vượt ngục của Xúc Du. Tất nhiên, cô thông minh phán đoán đó là Mu Chan, nhưng anh có lý do để làm như vậy, thà là một tên cảnh sát độc ác, nhưng được việc còn hơn là kẻ liêm chính mà vô dụng. Ju Hee-un hiểu điều đó, nhưng không muốn bị đồng đội qua mặt, nên tuyên bố sẽ không tham gia đội điều tra của anh nữa. Nhưng cô vẫn cùng Jordan bí mật hành động, phán đoán nội bộ Ge-tan hẳn là đang lục đục, có kẻ đã phản bội họ và bắt tay với Min Ju để tạo nên cuộc bỏ phiếu tử hình giả, do đó Xúc Du mới phải vượt ngục. Ngay khi ấy, Ge-tan pha kẻ lại xuất hiện để tiếp tục kế hoạch cũ, công bố mục tiêu là kẻ lừa đảo Chun-sik khiến nhiều gia đình phải khốn khổ. Thì ra, đây chính là kẻ mà Ge-tan số 5 muốn trả thù, khi gán mọi tội lỗi cho hắn và phải ăn cơm nhà nước, vợ con cũng bỏ mạng. Vì thế cho nên, với kết quả 53% đồng ý tử hình này, hắn lập tức ra đòn và tiến hành lấy mạng kẻ thù một cách máu lạnh. Khi cảnh sát có mặt thì Chun-sik cũng chỉ là cái xác không hồn. Ju Hee-un và Jordan nhập vai là nhân viên bảo trì mạng, tìm mọi cách để tiếp cận với phòng riêng của Min Ju. Nhờ đánh lạc hướng thành công, cô đã tới nơi mình muốn, ngó nghiêng xung quanh một hồi, bất ngờ trước dàn bình ly cực đồ sộ, và may mắn mở được cánh cửa bí mật nhờ thay đổi vị trí của chúng. Nơi này như thể bảo tàng của Xúc Du vậy, khi có rất nhiều vật dụng, ảnh kỷ niệm, dòng chữ cha là người hùng bày trí y như nhà của Xúc Du vậy. Cô lập tức thâm nhập vào máy tính của hắn, trải qua 5 lần 7 lượt các lớp bảo mật an ninh, cuối cùng cô cũng mò ra được mật khẩu, nhưng không thể sao chép dữ liệu vì hắn đã cài đặt sẵn rồi.
Trong lúc ấy, cô phát hiện ra, cánh cửa đã tự động đóng lại, cô đang bị nhốt ở nơi nguy hiểm này. Trong khi ấy thì Minsu cũng đang thảnh thơi mà trở về nhà. Ngay khi hắn dừng xe ở cửa, đã phát hiện ra đèn được bật sáng từ căn phòng của mình. Còn Ju Hyun thì xem được đoạn phim của Na Jae nói nhớ bố trước khi bị sát hại. Đoạn phim nằm trong thư mục hài hước, cho thấy chính Minsu đã bắt Na Jae phải nói nhớ cha, nở nụ cười danh mãnh, tiến về phía cô bé cùng sợi dây trong tay. Cô lập tức gửi cho Mu Chan và anh cũng bàng hoàng không kém khi trực tiếp xem nó. Vì cô lại đang bị nhốt ở phòng riêng của Minsu, nên muốn Mu Chan sử dụng quyền khám xét nhà để tới giải cứu. Trong khi ấy thì Ji Hun xuất hiện trước cửa nhà hắn với vẻ mặt đầy toan tính, nhận được tin nhắn thông báo tan làm từ số 3, thì bất ngờ bị Min giật lấy điện thoại và không ngừng hoài nghi. Ji Hun thông minh né Brett xinh mượt mà, cho rằng mình chỉ đang đem quà là chiếc bình nước yêu thích để nhờ thầy giáo chỉ dạy bí kíp công nghệ mà thôi. Đúng lúc này thì Min nhận được tín hiệu, cho thấy chị gái đang ở trong ngôi nhà, nên Ji Hun đã tò mò mà gọi điện để thăm dò thông tin. Vừa hay thì Minsu trở về nên hai đứa nhóc đã nhanh nhẹn né đi kịp thời, chỉ biết được rằng cô đang mắc kẹt trong đó mà thôi. Đang định hành động để ngăn cản thì Minsu nhận được cuộc gọi từ mẹ, nói rằng đoạn phim chứng cứ kia đã lọt vào tay cảnh sát nên phải nhanh chóng rời đi. Người cung cấp thông tin này không ai khác chính là Kisu. Hiện tại Minsu là mục tiêu của Suk Ju, nên ông ta muốn nghị sĩ Min để con trai tự thú, dù sao ở trong đồn cảnh sát vẫn an toàn hơn mà. Chính vì 8 năm trước, bà ta đã cắt ghép tạo dựng để biến người cha đáng thương mất con này, trở này một kẻ ác nhân mất hết liêm sỉ, nên việc Suk Ju có vượt ngục để ngắm tới Minsu cũng hoàn toàn dễ hiểu. Thế nên, hắn mới dương dương tự đắc, mở đoạn phim đó lên, và thú nhận mọi tội lỗi ngay trước mặt Mu Chan cùng một nụ cười vô cùng hào hứng. Trong khi ấy, Ju Hyun như ngồi trên đống lửa khi phát hiện ra mọi dữ liệu trong máy đang được định dạng lại, cô dù có bung lụa thể hiện nghiệp vụ, hay thậm chí là ngắt nguồn điện cũng không thể ngăn cản được tác vụ này. Ánh đèn sáng chói chang lướt qua, thật may người xuất hiện lại là Mu Chan. Thành công thoát ra ngoài, lại thấy Min lởn vởn ở gần đó, cô chẳng giấu giếm nữa mà công khai Minsu không phải là ghê tan, mà ghê rợn hơn lại là một sát nhân đích thực, khiến cô học trò sùng bái thầy này được phanh ngã ngửa vì bất ngờ. Cô yêu cầu Jordan hãy điều tra kỹ laptop cá nhân, và Ji Hun đã nghe lén được nên gấp gáp nhờ số 3 lấy trộm nó trước. Có mặt tại hiện trường gây án, Mu Chan tin rằng nghị sĩ Min biết rõ về tội ác của con mình, nhưng bằng ấy chứng cứ thì chỉ đủ để tạm giam chứ không thể kết tội hắn. Chưa hết, việc tự thú vào thời điểm này, như thể hắn biết được cảnh sát đã nắm được đoạn phim kia, không thể loại trừ khả năng có nội gián, khiến Kisu thoáng giật mình, chỉ biện minh rằng tội phạm sẽ luôn có linh cảm như được mách bảo mà. Suk Ju nhận được thông tin Minsu đã tự thú, khuôn mặt trở nên thất thần vì khả năng cao kế hoạch sẽ đổ bể. Trong khi ấy thì Ghê Tan số 3 đã thu thập được chiếc laptop quan trọng kia. Minsu vào trại mà như thể đi nghỉ dưỡng, luật sư còn yêu cầu cảnh sát phải bố trí ăn nghỉ đầy đủ, thuốc thang đúng giờ, đặc biệt tránh máy dò kim loại và cả loa công suất lớn nữa, vì sẽ làm ảnh hưởng đến máy khử rung tim. Trong khi em út ức chế ra mặt vì sự ngang ngược này, thì Kisu lại đón nhận nó một cách bình thản, và yêu cầu không được để cậu ta chết trước khi hầu tòa. Trong khi ấy, nghị sĩ Min lại tới gặp giám đốc và sở trưởng, khẳng định con trai không được khỏe, nên hai người họ phải chăm lo cho Minsu, như cách mà họ đã làm để nhận được sự nâng đỡ từ bà ta. Vì thế cho nên Mu Chan được triệu hồi, và nhận yêu cầu phải ưu tiên bắt được Suk Ju, trước khi nghĩ tới chuyện kết tội con trai bà ta. Đáng tiếc là, anh vốn dĩ ngang ngược, thấy tội phạm nào, thì bắt trước chứ chẳng nể nang gì ai cả khiến sở trưởng cùng phải bật cười. Ju Hyun lùng sục khắp nơi mà chẳng thấy chiếc laptop của Minsu đâu, bèn mò tới bàn làm việc của hắn ở trường để tìm kiếm manh mối, chẳng ngờ lại gặp Ji Hun ở đây với mục đích tương tự. Nhưng cô vẫn chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ yêu cầu cậu nhóc đừng dính líu tới những chuyện nguy hiểm thế này. Thông qua Min, Ju Hyun cũng biết chuyện cậu nhóc mới gặp lại cha, còn gửi lời xin lỗi vì lúc trước nghĩ cậu mồ côi. Ji Hun đáp lời, đúng là cậu không có cha, người đó đã đối xử với mình rất chân thành nên chẳng khác gì cha ruột cả. Cậu cũng tỏ lòng biết ơn khi được quen biết với người tốt bụng như cô, khiến Ju Hyun nổi cả da gà da vịt. Nhìn người chị tươi sáng này quay lưng bước đi, Ji Hun nở một nụ cười tươi rói, rồi lại buồn ngang vì sẽ chẳng thể trở thành cảnh sát như Ju Hyun đã tư vấn. Cảnh sát tiếp tục họp thảo luận về cách vận hành của nhóm Ghê Tan, cũng như mối dây liên kết với tội ác của Minsu. Có một điểm lưu ý là khi tự thú, Minsu có nhấn mạnh về lịch khám định kỳ của hắn tại bệnh viện mà Jin Uk đang điều trị. Hơn nữa, tất cả các mục tiêu của cuộc bỏ phiếu tử hình đều bị uống thuốc độc trước khi chết, nên trong nhóm Ghê Tan hẳn là có người trong lĩnh vực y khoa, và khả năng cao chính là bác sĩ của Suk Ju đây. Bên cạnh đó, nhân tố X được cho là người thiết lập và vận hành ứng dụng bỏ phiếu, tài năng thuộc dạng chiến thần tin học, ông hoàng máy tính cũng rất bí ẩn. Mu Chan chỉ trích Ju Hyun đã tự ý điều tra mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Cô cũng xin lỗi về hành động của mình, còn muốn tiếp tục hợp tác cho tới khi bắt được Suk Ju và Minsu, xong xuôi thì sẽ đường ai nấy đi. Có vẻ như đã xuôi, Mu Chan yêu cầu cô hãy tìm hiểu về quá khứ của hai bà cháu Ji Hun, vì có vẻ như họ đang che giấu điều gì đó. Tiếp cận Do Hi đang chìm trong men rượu, Suk Ju tiết lộ mình là Ghê Tan, bắt đầu vụ bỏ phiếu tử hình vì muốn đưa tội ác của mẹ con Minsu ra ánh sáng. Nên nếu đồng ý hợp tác với ông ta, tỷ suất người xem tin của cô chắc chắn sẽ tăng cao. Trước lời đề nghị đường mật này, cô ta lập tức quay xe
Và thế là, Gaetan đường đường chính chính xuất hiện trong chương trình của cô ta. Lời đầu tiên là xin lỗi vì đã xâm nhập vào điện thoại của họ để thực hiện cuộc bỏ phiếu, nhưng nó chỉ có một tính năng duy nhất là để hiển thị đoạn phim trên điện thoại khi có tín hiệu mà thôi, nên mỗi người có thể tự quyết định cập nhật hay gỡ bỏ ứng dụng. Giám đốc đài truyền hình hoảng loạn tới nơi ghi hình nhưng nó đã bị khóa trái, trong khi ấy thì tay cảnh sát cũng nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Gaetan số 1. Xúc Du tiếp tục bài phát biểu rằng nhờ việc tán thành tử hình của mọi người mà người thân của nhiều nạn nhân đã sống hạnh phúc, như thể công lý đã được thực thi vậy. Do đó, chương trình này vẫn được tiếp tục, mục tiêu là thầy giáo tên biến thái có sở thích giết người hàng loạt, nhưng lại thoát tội vì có mẹ là nghị viên thế lực. Gaetan số 5 nghe tin thì không ngừng hoảng loạn, bỏ đi ngay lập tức. Giám đốc đài cũng đã tiếp cận được trường quay nhưng lại chẳng có mống nào, thì ra chương trình được phát đã được Dohee khéo léo dàn dựng từ trước đó rồi. Joo Hyun lập tức cung cấp vòng định vị cho Min Soo, để hắn có thể liên hệ khẩn cấp với cảnh sát, không quên mỉa mai hắn đã bị Xúc Du giành lại quyền kiểm soát lá phiếu tử hình chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc ấy, Mu Chan phát hiện ra, lý lịch của Ji Hu có chú thích, cha mẹ bị mất trong một vụ cướp, hoàn toàn trùng khớp với lời của bà cô nhi. Hơn nữa, chiếc ô hồng mà anh thấy tại nhà của bà nuôi Hezin, lại giống hệt trong tấm ảnh tìm thấy tại nhà Xúc Du, và 8 năm trước anh, cũng trực tiếp thấy nó tại hiện trường vụ mà ông ta đã ra tay. Chừng ấy chi tiết là đủ để chứng minh, Ji Hu chính là đứa bé mà Xúc Du muốn nhận nuôi năm xưa. Hơn nữa, cuộc bỏ phiếu nào cũng bắt đầu lúc 10 giờ, vì khi ấy thì cậu mới học xong tại trung tâm. Đúng như dự đoán của Mu Chan, Ji Hun là nhân tố X bí mật, trực tiếp quay đoạn phim thử nghiệm, báo tin cho số 4 khi biết anh đang có mặt ở nhà Xúc Du. Hai bà cháu đang hạnh phúc thưởng thức bữa ăn gia đình đúng nghĩa đầu tiên, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, thì bà Hezin quyết định sẽ đi tự thú, còn hứa sẽ giúp cậu sang Đức, hay bất cứ nơi nào mà không ai biết về quá khứ, để cậu tận hưởng cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thế là Ji Hun đáng thương lại phải cay đắng chấp nhận cuộc sống đơn độc một mình. Joo Hyun tâm sự với tiền bối, rằng cực bất ngờ và hụt hẫng khi người em thân thiết lại chính là nhân tố bí ẩn mà họ truy lùng. Ngay lập tức, Ki-soo đã bí mật thông báo danh phận thực sự này tới kẻ có biệt danh là người phụ nữ ấy. Hôm sau, tay cảnh sát đã bí mật cho thuốc vào bình nước của Min Soo, hắn lập tức uống mà chẳng chút nghi ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, ngay khi Mu Chan vừa xuất hiện là hắn lên cơn đau tim dữ dội tới ngã gục xuống sàn. Trên bình còn có ký hiệu tử hình đặc trưng. Hắn gấp gáp được đưa tới bệnh viện, cảnh sát buộc phải tháo còng tay vì nó ảnh hưởng tới máy khử rung tim. Trong khi ấy, Jin Úc lại trổ tài đánh đấm rất ra gì mà hạ gục các cảnh sát đang trông coi, và nhanh chóng cải trang thành bác sĩ để không bị nghi ngờ. Nghị sĩ Min lập tức có mặt để nắm bắt tình hình của con trai, và có chút sợ hãi khi biết nước mà hắn uống được tay cảnh sát kia đưa tới. Khi hắn vừa mở mắt thì Jin Úc cũng hoàn thành xong việc tiêm thêm thuốc độc, đưa Min Soo vào thang máy không chút khó khăn. Gaetan số 5 theo chân nghị sĩ Min, bất ngờ đụng độ hắn trong thang máy, xác định đó đúng là Min Soo thông qua chiếc nhẫn, nên cuộc giáp lá ca diễn ra mà không ai hay biết. Cuối cùng, hắn cũng thua cuộc, bị ép lên xe cứu thương mà đồng bọn của Jin Úc đã chuẩn bị sẵn. Sự cố này khiến họ bắt buộc phải bắt giữ khẩn cấp bà Hezin, chỉ mong lấy được thông tin về vị trí của Xúc Du nhưng bà ta quyết không hé lộ. Cuối cùng thì Min Soo cũng được gặp lại giáo sư mà hắn tôn sùng, còn được nghe nhạc cực chiêu qua chiếc loa cỡ đại này. Chỉ cần kết quả bỏ phiếu tán thành quá bán, thì hắn sẽ phải nhận kết cục bi thảm. Ấy vậy mà vẫn cười tươi rạng rỡ, tỉnh bơ như chẳng có gì, còn thách thức dù gì cũng chết, thì chết dưới tay ông vẫn hơn. Lý do mà hắn giết Na Dê, đơn giản là vì cô bé mà ông không thèm đếm xỉa tới hắn, người đã coi ông là cả thế giới. Xúc Du đau đớn đến cạn lời, chỉ vì cái lý do biến thái, mà ngông cuồng ấy đã khiến ông mất đi con gái hay sao? Jin Úc lập tức tăng âm lượng để khiến hắn đau đớn hơn, Gaetan số 1 cũng công khai tên tuổi trên bản tin và Xúc Du, thì phá vỡ chiếc vòng định vị của cảnh sát. Hắn vẫn giả mồm, nói rằng việc bỏ phiếu giết vài mạng người theo cách tiêu khiển thế này cũng chẳng thể thay đổi thế giới đâu, đám thua cuộc sẽ mãi thua cuộc mà thôi, và lý gì khiến họ bỏ phiếu đơn giản vì ghen tị với những người như hắn. Số 1 không thể kìm nén được nữa, nói rằng để thay đổi thế giới này dù chỉ một chút thôi, thì việc đổ máu cũng rất đáng để đánh đổi. Câu nói này giống hệt lời của Ji Hu, lúc trước khi nêu ý kiến về việc bỏ phiếu tử hình, nên hắn đã nhận ta đó chính xác là học trò của mình rồi. Sau bao nỗ lực, số 5 Đông Du thành công trốn thoát khỏi xe cứu thương, nhưng vừa ra khỏi hầm xe thì đen đuổi lại gặp đúng xe của cảnh sát, nên họ lập tức khoanh vùng và có mặt tại địa điểm đang xử lý Min Soo. Vừa hay, Ji Hyun cũng tìm ra tiệm net ẩn danh có mức tiêu thụ điện năng tăng mạnh, phát hiện hệ thống ống điện cực đồ sộ. Ngay khi ấy, Ji Hu đã quan sát toàn bộ động thái qua camera, yêu cầu Gaetan số 347 và 434 chặn đường. Min Soo không chịu nổi áp lực từ loa công suất lớn mà bất tỉnh, thấy cảnh sát ập tới thì Xúc Du cố gắng bóp cổ để lấy mạng hắn. Ji Han yêu cầu mang máy khử rung tim tới và định tiến hành sơ cứu. Ông ta lớn tiếng cầu xin rằng đừng để những kẻ khốn nạn như hắn tiếp tục sống, nếu không sẽ có thêm những nạn nhân như Na Dê đó. Suy nghĩ rất kỹ về ranh giới giữa lý trí và tình cảm, Mu Chan thực sự rất muốn lấy mạng của tên tội phạm biến thái này, nhưng sau cùng anh vẫn lựa chọn nhấn nút để giữ lại sự sống cho hắn trước sự bất lực của Xúc Du. Cùng lúc đó, Joo Hyun cũng đã gặp Gaetan số 1 sau cánh cửa, chính xác là Ji Hun như họ phỏng đoán, và cậu ta còn biết chắc lần này Joo Hyun sẽ không thể bao che cho mình thêm được nữa. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất tại B-Review phim nha các bác. Cuối tập trước, đội cảnh sát đã tìm ra vị trí của Xúc Du đang định lấy mạng Min Soo.
Mu Chan lương tâm cắn rứt khi đứng giữa hai sự lựa chọn, con tim hoặc lý trí. Bỏ ngoài tai những lời van xin hãy để tên khốn đó chết đi, anh vẫn quyết định hô hấp nhân tạo và nhấn nút kích tim giúp hắn lấy lại sự sống, khiến giáo sư thực sự bất lực. 8 năm trước, tiền bối Jisoo đã nghiên cứu kỹ về vụ án của Minsu, còn khuyên xếp mình đừng dại mà động phải hắn vì cái ra thế không phải đậu vừa giang. Ấy vậy mà ông ta lại tiết lộ. Số tiền mà ông ta cho Jisoo vay lúc trước, chính là của họ chứ còn ai trồng khoai đất này. Kèm theo đó là số điện thoại của nghị sĩ Min yêu cầu hợp tác. Một cách bất ngờ như thế, ông đã trở thành nội gián cho bà ta, xử lý luôn bằng chứng giả mạo của Mu Chan, khiến anh bị đình chỉ và đồng nghiệp thì không ngừng bàn tán. Chưa dừng lại, dù anh có bị chuyển công tác, ông cũng sẵn sàng kề vai sát cánh, nửa bước không rời. Mu Chan khi ấy tuyệt đối tin tưởng, chỉ nghĩ là chung sức đồng lòng mà thôi. Quay trở lại hiện tại, Jisoo đã đề nghị được hộ tống Minsu tới bệnh viện vì tình trạng của hắn không được ổn. Trong khi ấy, tên quản giáo Chân Min cập nhật tin tức nhanh chóng và đòi được áp giải Xúc Du, vì vốn dĩ tù nhân này thuộc quyền quản lý của hắn mà nên anh cũng chẳng thể phản đối. Bên này, Ju Hyun nước mắt lưng tròng, đã định lấy còng tay nhưng lại không đành lòng, chỉ kín đáo áp giải Ji Hu để tránh ánh mắt tò mò. Nào ngờ ra tới cửa lại bị đám nhóc này chặn đường, nên cậu cũng nhanh nhẹn chạy thoát ra khỏi đó. Min đứng sẵn ở đó chờ, lập tức cầm tay cậu mà bỏ chạy. Cùng lúc ấy, nghị sĩ Min lại liên lạc với nội gián để biết chính xác về vị trí chiếc xe đang chở con trai mình. Lý do đơn giản, bà ta muốn dẹp bỏ hết mọi mối nguy hiểm tới sự an toàn của hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Jisoo đã đưa ra câu trả lời ngược với sự thật, là xe sau. Mu Chan biết Xúc Du hẳn sẽ hận mình lắm, nhưng với một người cảnh sát thì công lý và sự an toàn của nạn nhân vẫn quan trọng hơn cảm xúc cá nhân. Đáp lời, ông ta khẳng định chắc chắn anh sẽ phải hối hận sớm thôi về quyết định này. Thấy bóng dáng chiếc xe tải đang phi nước đại, Jisoo đạp ga lao nhanh nhất có thể, một mình hứng chọn cú va chạm mạnh khiến chiếc xe va đập cực dữ dội và chỉ kết thúc khi đâm vào vệ đường. Còn chiếc chở Mu Chan đi sau đã kịp đánh lái rồi. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để kiểm tra tình hình của tiền bối, rất khó khăn mới có thể mở được cửa và chuẩn bị đưa ông ra ngoài, thì cột đèn bên cạnh lại có dấu hiệu lung lay. Vừa vật vã lôi Jisoo ra đường, cũng là lúc nó đổ dầm ngay trước mắt. Anh đã cứu ông một bàn thua trông thấy. Bên kia, Min Chan tỉnh dậy, bất ngờ đánh thức Xúc Du và mở khóa tay cho ông để trốn thoát. Bị viên cảnh sát ngăn cản thì lập tức ra tay làm nghẹt tạm thời để bỏ đi. Ju Hyun tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi Ji Hu đâu, dù thực sự đã ở rất gần mà chẳng hề hay biết. Xúc Du lập tức kiểm tra tình trạng của Jin Úc. Thấy mạch đã ngừng đập nên vuốt mắt tiễn biệt người đồng đội. Minsu thì ra sức năn nỉ giáo sư đừng giết mình, dùng hết sức bình sinh mà đẩy ông ra. Đã vậy lại còn đổ dầu vào lửa, cứa thêm một nhát dao vào vết thương lòng của Xúc Du, khi nhại lại lời van xin bi thương của con gái ông trước lúc mất rằng em nhớ cha, cho em đến chỗ cha đi với khuôn mặt tỉnh bơ chẳng hề hối lỗi. Hắn cười cợt và nói đã lấy sợi dây nhảy để quấn vào cổ con bé, rồi lại tò mò về cảm giác dùng dao sẽ tuyệt thế nào nên đã đâm không chỉ một, mà rất nhiều phát, không quên nhắc nhở nhát thứ 13 của ông sai vị trí rồi. Không kìm được cơn nóng giận, Xúc Du đã rút một mảnh kính vỡ, định lao vào lấy mạng tên khốn kia. Lại một lần nữa, Mu Chan nổ súng và gọi anh, chỉ mong ông hãy dừng lại. Ngay khi ấy, Chân Min tấn công anh từ đằng sau, đâm một nhát ngay vai và một cú sượt qua bụng. Xúc Du lập tức thực thi công lý với những nhát ghim liên tục chí mạng lên người hắn. Dù đau đớn tột cùng và sắp ngoẻo tới nơi, ấy vậy mà tên biến thái này vẫn cười đầy rạng rỡ, mặt đối mặt với giáo sư, hình mẫu lý tưởng của mình. Rất nhanh sau đó, chiếc xe phát nổ, họ lập tức bỏ trốn bằng xe cảnh sát. Mu Chan dù cố gắng lấy lại mục tiêu ngắm bắn nhưng chỉ là những phát súng vô hại. Cuối cùng thì lực lượng cứu thương cũng tới, Mu Chan thất thần nhìn tiền bối bất tỉnh được đưa lên xe, mà chẳng mang tới vết thương của bản thân. Chỉ khi Ju Hyun yêu cầu nhân viên hỗ trợ thì anh mới giữ được bình tĩnh. Nghị sĩ Min có mặt tại hiện trường, hoảng hốt khi biết con trai mình đã tử nạn, lại biến dạng vì vụ nổ, nên bà ta chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, ruột gan quặn thắt vì nỗi đau mất con. Do Hi lại có tin tức nóng hổi để làm bản tin, công khai ủng hộ chương trình bỏ phiếu ghê tan, vì đó là cách để đem lại công bằng cho xã hội. Dù có bị sếp chỉ trích là lo ngại về mối đe dọa mang tên nghị sĩ Min, nhưng cô ta lại bình thản lắm. Vì sự nghiệp của bà ta đã tan tành mây khói rồi mà. Quay lưng đi còn mỉa mai sếp là lõ già khó ưa mà chẳng ngờ, ông ta cũng hạ lệnh đàn em xử lý cô nhân viên tự tung tự tác này. Tới lúc này, Mu Chan vì sao nghị sĩ Min lại có mặt ở hiện trường, dù chưa được ai báo tin vậy, có khi nào chính bà ta đã dàn xếp vụ tai nạn này hay không? Nếu vậy thì chắc hẳn phải có nội gián, chẳng ai khác ngoài tiền bối Jisoo, người luôn dính như hình với bóng. Sau khi trốn thoát thành công, Jihu đã nhắn nhủ với Min sẽ tự mình lo liệu, nhưng cô nàng cứng đầu không đồng ý. Mỗi lần bỏ phiếu, cô đều chọn tán thành, như vậy có khách gì giết người gián tiếp đâu. Cậu cũng chút bầu tâm sự, ngôi nhà cũ này chính là nơi tên trộm đã giết cha mẹ, và để lại một mình cô đơn trên cuộc đời này. Dù đã đứng ra làm chứng, nhưng cảnh sát lại chẳng tin lời của một đứa nhóc 6 tuổi, nên thủ phạm vẫn chưa bị kết án. Duy chỉ có Na Dê và Xúc Du là giang tay đón nhận và yêu thương như gia đình. Ấy vậy mà Minsu lại nhẫn tâm lấy mạng em gái mình, nên việc cậu trở thành ghê tan là đương nhiên thôi. Điều tra thêm về Min Chan, họ mới hay hắn vốn rất căm ghét lũ tử tù, coi đó là lũ ăn bám và lãng phí tiền thuế của đất nước. Thế nên việc bắt tay với Xúc Du hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, việc đưa những lá thư của người hâm mộ tới tay Mu Chan, hay theo dõi các mục tiêu, lái xe tải chở nước vào trại giam hay đòi áp giải Xúc Du đều là do hắn làm.
Nghĩ kỹ lại thì hắn cũng xuất hiện trong phiên tòa kết án Suk Ju năm nào. Ju Hyun đã tìm thấy những đoạn ghi âm cuộc gọi với nghị sĩ Min trong điện thoại của Jisoo. Tất cả đều chứng minh, ông chính là cánh tay nối dài của bà ta. Việc này không nằm ngoài dự đoán, bởi lẽ thời điểm Min Su-tae-ji thú rất đáng ngờ, mà khi ấy chỉ có hai người họ, và Jisoo biết thông tin về việc đã nắm đoạn phim kia trong tay mà thôi. Nhưng anh vẫn tin tiền bối không phản bội mình như vậy. Và quả nhiên, ông đã cẩn thận ghi lại cuộc nói chuyện gần nhất, cho thấy chính bà Min là chủ mưu gây ra vụ tai nạn kia, nhưng Jisoo lại cố tình đánh lạc hướng để biến mình trở thành mục tiêu. Có vẻ như lần này, tiền bối đã hy sinh quá nhiều vì anh rồi. Ngay khi ấy, sở trưởng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Ji-hun về tội giết người khiến tất thảy đều sừng sốt, bao gồm cả người bà nuôi đã ngồi trong trại giam này. Trong lúc đau buồn ấy, cha của Min-su lại thông cáo báo chí, không hề liên quan tới cái chết của cậu, khiến bà ta cảm thấy bị xúc phạm, đòi tới tính sổ với ông ta, thì lại bị Mu-chan chặn lại. Bà ta còn đổ vấy mọi tội lỗi cho cảnh sát, yêu cầu làm đơn kiện vì họ đã không bảo vệ được tính mạng của con trai mình trong lúc điều tra. Nhưng chẳng phải chính bà ta đã hạ lệnh đâm chiếc xe phía trước hay sao? To gan lớn mật dám thủ tiêu cả cảnh sát thì bà đúng là không phải đậu vừa răng rồi. Đáng tiếc là anh điên hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy. Nên khôn hồn thì đừng có động chạm tới tiền bối của mình nữa. Bà ta chẳng thể đứng vững, cố gắng chối từ hiện thực chính bà ta mới là người giết con trai mình, chứ chẳng phải ai khác. Bà Hye-jin chủ động nhận hết mọi tội lỗi thay cho cháu trai, nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Ji-hoo chính là Ge-tan, tham gia vào việc tạo nên những cuộc bỏ phiếu tử hình. Ju Hyun chút bầu tâm sự, cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của bà và Ji-hoo, bởi lẽ kẻ giết cha mẹ cô vẫn sống nhởn nhơ. Ji-hoo rất có chứng kiến, không khoan nhượng với bạo lực và luôn coi bà là gia đình của mình. Thế nên, bà hãy để cô và cảnh sát có cơ hội được bảo vệ Ji-hoon trước khi quá muộn. Nói là làm, luật sư của bà Min thực sự đã đâm đơn kiện cảnh sát vô trách nhiệm, không bảo vệ an toàn và tính mạng cho nghi phạm, và yêu cầu cảnh sát phải xin lỗi công khai, đền bù thiệt hại xứng đáng. Họ hiểu, đó là động thái kéo dài thời gian, để che đậy việc thuê tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn, đây là phong cách thường thấy của bà ta mà. Ji-hoon phát hiện thấy một điểm đáng nghi trên hành trình di chuyển của Min, nghi ngờ là nơi Ji-hoo đang ẩn nấp, nên lập tức nhắn tin thông báo cậu chàng đã bị truy nã để dụ cô tới đó. Min ngây thơ lao tới đó để tìm kiếm và lập tức họ cũng có mặt để lục soát. Anh không quên dạy dỗ Min, nếu thực sự muốn tốt cho bạn, thì nên khuyên đầu thú chứ không phải trốn chui trốn nhủi thế này. Thì ra, Hun đã sớm rời khỏi ngôi nhà đó, đến gặp cha nuôi của mình, tại nơi đầu tiên họ đã đi du lịch sau khi trở thành một gia đình. Ông xin lỗi, vì cơn phẫn nộ của mình đã khiến cậu phải đeo chiếc mặt nạ đó, và lầm đường lạc lối. Nên bây giờ, để tránh bị bà Min làm hại, cậu hãy rời khỏi đây sớm nhất có thể và đừng để cho ai biết, sau đó xây dựng gia đình, sống hạnh phúc và hãy quên mình đi. Còn ông sẽ đi tự thú, và sau khi ra tù nhất định sẽ tới gặp cậu. Vì làm trong tù đã lâu, Chun Min cũng quen biết với dân lành nghề, làm hộ chiếu giả với độ chính xác cao để Ji-hoo có thể tới đất nước khác, dù sao thì cậu cũng rất có tài, đi đâu cũng sẽ sống tốt thôi. Cậu cúi đầu chào tạm biệt, rồi lại quay lại gửi lời xin lỗi, vì hôm ấy về trễ không kịp đón Na-jae nên mới xảy ra cơ sự đó. Nhưng người cha này chưa một giây phút nào oán hận cậu cả. Điều đó là quá đủ để xoa dịu trái tim mong manh của Ji-hoo rồi. Bên này, cảnh sát phát hiện, một ngôi nhà vẫn phát sinh tiêu thụ điện nước dù tù nhân đó đang thi hành án, đặc biệt là chủ sở hữu đầu tiên chính là Chun Min. Nên nghi ngờ đó chính là nơi ẩn náu hiện tại của hai người họ. Tình cờ, cha mẹ hắn cũng vì đầu tư tài chính sai chỗ dẫn tới phá sản và tự tử. Có lẽ đó là lý do khiến hắn tiếp tay cho Suk Ju. Min nhận được cuộc gọi lạ, và đầu dây bên kia chính là Ji-hoo, tiết lộ đang ở trước nhà cô nàng, vì cậu chẳng có nơi nào để đi cả. Bên kia, Do-hee cũng bị kề dao vào cổ và giam giữ tại chính căn phòng của Min-su, bắt đầu cho kế hoạch mới của mình. Đúng lúc ấy thì Mu-chan gọi tới để xin cách thức liên hệ với Suk Ju, vì cô ta đã mời được ông lên bản tin mà. Nhưng Do-hee chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ mong hãy chuyển lời tới Ju Hyun rằng không thể đến tham dự sinh nhật vì bận đi công tác đột xuất, rồi đột ngột ngắt máy, như thể một ám hiệu cho anh vậy. Nhưng cô ta cứ yên tâm, nghị sĩ Min không phải là giang hồ mà lấy mạng cô, chỉ là cần tới cô làm phương tiện, để lên kế hoạch sát hại những kẻ đã khiến con bà phải chết, mà thôi. Ngay khi ấy, Suk Ju lại bắt đầu buổi bỏ phiếu tử hình, mục tiêu là chính bản thân mình với tội giết người. Ji-hoo cố gắng liên hệ với Chun Min, người đang chuẩn bị sẵn mọi thứ cho kế hoạch tự tử của ông ta, còn khuyên cậu đừng níu kéo người đã muốn đi nữa. Min thuyết phục bạn hãy tự thú để giảm án, nhưng sao cậu có thể chống mắt lên nhìn cha tự kết liễu mạng sống của mình cơ chứ? Nếu vậy thì chỉ cần cho cô đi cùng là được, và cậu đã quyết định đồng ý. Cảnh sát đã bao vây căn nhà trống kia, phát hiện hai nhân vật được cho là Suk Ju và Chun Min. Cùng lúc ấy, Ji-hoo cũng bắt đầu buổi phát sóng, công khai mình là số 1, và năn nỉ mọi người hãy bỏ phiếu phản đối để ông không bị tử hình. Trong khi ấy, bà Min thay đổi mục tiêu, hạ lệnh tăng tiền thưởng cho ai bắt được cậu nhóc này. Mu-chan nắm bắt tình hình, yêu cầu chuyển sang kế hoạch thương lượng với Suk Ju. Bên này, Ji-hoo đã tháo bỏ mặt nạ, công khai mình là con nuôi của Suk Ju, và em gái mình đã bị Min-su giết hại, nhưng mẹ của hắn là nghị sĩ Min lại sử dụng tiền bạc và quyền lực để thao túng cảnh sát nhằm che đậy sự việc. Có điều, tại sao ông lại phải tự tử, trong khi những kẻ hủy hoại hạnh phúc của họ thì chẳng phải trả giá cho tội ác của mình? Không may mắn là cậu lại bị những kẻ mờ mắt vì đồng tiền thưởng,
của nghị sĩ Min bắt được và đánh đập, trong khi Suk Ju cũng tự kết liễu cuộc đời mình, ngay trước khi Mu Chan kịp xuất hiện, để rồi chỉ còn lại cảm giác bất lực và đau xót thôi. Cuối cùng thì Ju Hyun cũng tìm thấy cậu nhóc, nhưng lại chẳng thể ngăn cản tên khốn này ra nhát đòn chí mạng. Chỉ biết đứng chôn chân nhìn Ji Hun ngã gục ngay trước mắt. Cô chợt nhớ lại, buổi liên hoan đầy đủ anh tài và vui vẻ của họ, khiến Min cũng xấu hổ về thực trạng nhậu nhẹt tới bến của cảnh sát Hàn Quốc. Nhưng với cậu thì nó cực kỳ ngầu đó chứ. Cảnh tượng hạnh phúc chẳng âu lo với những nụ cười thường trực ấy bây giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất tại BeReview phim nha các bác. Quay trở lại 10 năm trước, khi ấy Ju Hyun vẫn còn là học sinh, thất thần ngồi một góc trong đám tang của cha mẹ mình. Kẻ gây tai nạn khiến gia đình lâm vào bi kịch lại xuất hiện, với những giọt nước mắt giả tạo, cúi đầu xin lỗi, chỉ vì bản thân mệt mỏi sau khi phải liên tục tăng ca kiếm thêm chút đỉnh, nên mới ngủ gật, và gây nên cơ sự này. Nhưng Ju Hyun nhận ra đó là những lời nói dối, kia chẳng phải là chiếc túi hàng hiệu đắt tiền hay sao? Hơn nữa, cô cũng có mặt ở hiện trường và ngửi rất rõ mùi rượu nồng nặc, ả ta cũng bỏ trốn để lấp liếm chuyện uống rượu lái xe mà, bỏ mặc những lời kêu cứu của cha mẹ cô. Đáng buồn là chẳng có ai tin lời và đứng về phía Ju Hyun cả, cô và em gái khóc lóc đầy thảm thương khi vết thương vẫn còn, chưa ngừng chảy máu. Ngày SK Ju bị kết tội, cô cũng có mặt ở tòa án để kêu oan cho vụ tai nạn của cha mẹ mình, nhưng cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Ju Hyun thậm chí còn thu thập bằng chứng cho thấy, chiếc xe ấy đã cố tình trốn khỏi trạm kiểm soát nồng độ cồn, và trực tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ mình. Nhưng có vẻ như, viên cảnh sát này cũng chẳng có thực lực để thay đổi cục diện. Tuy nhiên, nội việc dành thời gian lắng nghe cô chia sẻ thôi, cũng là niềm an ủi quá lớn với cô nhóc học sinh vừa mất cả cha lẫn mẹ này, rồi. Ju Min cũng chìm trong thù hận, khi hướng ánh mắt đầy phẫn nộ về kẻ đã gây ra bất hạnh cho gia đình mình. Thật cay đắng làm sao, khi ả ta vẫn ăn ngon mặc đẹp, nhậu nhẹt bù khú cùng đám thiên kim tiểu thư và quý công tử sang chảnh, còn ước chị gái hãy bỏ nghề cảnh sát mà chuyển sang làm sát thủ đi nữa chứ. Có điều, Ju Hyun khi ấy đã trưởng thành hơn, chỉ khuyên em gái, cách trả thù tốt nhất là phải sống thật tốt, rồi hai chị em lại tung tăng vui vẻ và cực yêu đời. Quay trở lại hiện tại, Mu Chan đã có mặt tại nơi ẩn náu của Suk Ju. Giám đốc lập tức yêu cầu anh lấy mạng Suk Ju, nhưng Mu Chan biết, quyết định này có sự tác động của một thế lực nào đó, nên đã bỏ ngoài tai, tuyên bố trực tiếp thương lượng với Suk Ju để bắt sống ông ta về đồn. Trong khi ấy, nghị sĩ Min đã tăng mức thưởng lên 200 triệu cho ai bắt được Ji Hun, đồng nghĩa với việc cậu nhóc đang thực sự đối mặt với nguy hiểm. Bên cạnh đó, các công dân cũng hào hứng với cuộc bỏ phiếu lần này với mục tiêu là Suk Ju, người tán thành, người phản đối, người bỏ phiếu trắng, kết quả thực sự cân bằng và khó đoán. Nghị sĩ Min nổi cơn lôi đình khi giám đốc báo tin Mu Chan, cứng đầu không chịu nghe lệnh. Tất cả những gì bà ta muốn là phải giết Suk Ju bằng bất cứ giá nào. Nổi loạn tới mức mất kiểm soát đáp cả điện thoại, khiến phóng viên vốn có cá tính điên như Do Hee cũng phải rén ngang dè chừng. Kết quả cuối cùng đã có, đa số bỏ phiếu trắng nên lần bầu cử này vô hiệu. Dù vậy, Suk Ju vẫn quyết định thực hiện kế hoạch tự sát như ban đầu. Thế nên Chun Min lập tức đòi được sở hữu chương trình bỏ phiếu để tiếp tục duy trì nó. Đôi bạn trẻ đang tỏ ra hạnh phúc, đúng lúc ấy thì một số máy lại gọi tới, đầu dây bên kia chính là bà nuôi, đã khuyên cậu hãy đi đầu thú vì Ju Hyun sẽ cố gắng bảo vệ cậu, và quan trọng hơn là cảnh sát cũng tìm ra giáo sư rồi. Việc cần làm bây giờ là trả giá cho những sai lầm mình gây ra và sống thanh thản phần đời còn lại mà thôi. Ji Hun ngoan ngoãn nghe lời và nhận được cái ôm sẻ chia từ cô nàng Ju Min. Cảnh sát đã bắt đầu bao vây tứ phía, Chun Min lập tức chuồn đi, trong khi Suk Ju gọi điện cho Mu Chan để đánh lạc hướng. Ông không hề hối hận về những việc đã làm và muốn tự kết thúc cuộc sống cũng như cách để chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình. Bên cạnh đó, ông cũng để lại chứng cứ cho thấy Ji Hun chỉ là bị ép buộc tham gia vào tổ chức ghê tan mà thôi, nên mong anh hãy trình lên cấp trên để rút lại lệnh truy nã. Mu Chan không muốn Suk Ju ra đi theo cách hèn hạ như vậy, tìm mọi lý lẽ để ngăn cản, đồng thời chỉ huy lực lượng để tiến hành áp sát, nhưng Suk Ju đã sớm đưa ra quyết định treo cổ vào thòng lọng đã chuẩn bị sẵn. Mu Chan chẳng tiếc thân mình, lao xuyên qua tấm kính để tiến tới đỡ chân người anh thân thiết, gào thật lớn để yêu cầu viện trợ tới giúp. Trong khi ấy, Chun Min đã chuồn đi bằng chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Tổ trưởng có mặt ở nhà nghị sĩ Min, nghi ngờ có hành vi bắt cóc đối với Do Hee nên tiến hành lục soát, mở cánh cửa bí mật để bắt quả tang. Có điều, khung cảnh ở đây bình yên đến lạ, chỉ còn hai người phụ nữ đang đàm đạo bên bàn trà. Cô ta cũng khẳng định chẳng hề gửi tín hiệu cầu cứu nào cả, chỉ là Mu Chan đã chuyện bé xé ra to thôi. Bên kia, hai đứa nhóc đã bị đám đầu gấu bắt gặp và đánh đập cực dã man, không quên phát trực tiếp để công khai gương mặt ghê tan số 1 đang bị bầm dập, với mong muốn được nhận số tiền thưởng khổng lồ. Chúng cũng chẳng nể nang Min là con gái, ra đòn thẳng tay đầy bạo lực. Ji Hun như một người đàn ông đích thực khi cố gắng bảo vệ cô bạn của mình, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị tẩn cho ra bã. Hắn còn cầm cả gậy sắt mà đánh tới tấp như thể bị mất kiểm soát vậy. Ju Hyun đã tìm thấy vị trí cuối cùng nhờ tín hiệu điện thoại của Ji Hun, lập tức rút súng để phòng trường hợp xấu nhất. Có điều ngay khi cô xuất hiện, thì hắn đã ra phát đòn quyết định vào gáy Ji Hun, trong sự chứng kiến đầy bất lực của Ju Hyun. Mặt khác, đội số 1 cũng đã đưa được Suk Ju xuống, Mu Chan lại nỗ lực hô hấp nhân tạo với khát khao cháy bỏng sẽ cứu sống ông. Ji Hun trực tiếp đưa cho cô chiếc USB có chứa chương trình bỏ phiếu, luôn miệng hỏi thăm về tình hình của cha. May mắn là cuối cùng, ông ta cũng tỉnh lại, Mu Chan thực sự thở phào nhẹ nhõm và cảm tạ trời đất khi vẫn chưa quá muộn màng.
Nhưng may mắn lại không đến với Ji-hun, khi cậu nhóc này đã chút hơi thở cuối cùng với hàng nước mắt chảy dài, và cả sự đau xót của hai chị em Ji-hun. Chun-min tức tối khi biết được sự tình Suk Ju vẫn còn sống thông qua camera, không ngừng chửi rủa Mu-chan vì đã làm đổ bể kế hoạch hoàn hảo của mình. Ji-hun lập tức có mặt ở đây, lao tới trách mắng Suk Ju đã quá ích kỷ, khi lôi kéo cậu nhóc tội nghiệp vào kế hoạch điên rồ này. Vì sợ cha tự tìm đến cái chết, mà Ji-hun đã tiết lộ thân phận để mong xoay chuyển tình thế, và tới tận giờ phút cuối cùng, vẫn chỉ lo cho tính mạng của người cha bội bạc này thôi. Suk Ju lúc này mới hiểu chuyện gì đã diễn ra với cậu con trai tội nghiệp, khóc lóc đầy thảm thương như một đứa trẻ và chẳng thể tin vào hiện thực cay đắng này. Trên đường về đồn, ông ta đã xin được dừng lại để chào Na Dê lần cuối, tại nơi đã giải cho con bé. Trong khi ấy, Min vẫn ngồi một góc bất động với khuôn mặt thất thần và chẳng nói năng gì cả, khi mất đi người bạn thân nhất của mình. Mu-chan đã tháo còng tay cho Suk Ju, để ông có thể chào tạm biệt con gái một cách trọn vẹn nhất. Ông ta tự trách bản thân đã cứng đầu, không chấp nhận cái chết của Na Dê, để giờ đây cũng mất luôn cả Ji-hun nữa. Có điều, Mu-chan cũng rất áy náy, vì anh chọn sai cách, ngụy tạo chứng cứ để bắt Min-su, nên mới xảy ra cơ sự đầy bất hạnh thế này. Ji-hun vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, thì bất ngờ có một chiếc xe đen lao tới và cuốn theo tất cả. May mắn là dây thần kinh vận động phát huy tác dụng nên né kịp. Tuy nhiên, vẫn không thể ứng phó kịp thời trước sự xuất hiện của người đàn ông cao to Chun-min. Hắn đã bắt cô làm con tin, với yêu cầu phải thả Suk Ju ra. Thậm chí còn nổ súng để chứng tỏ, hắn chẳng còn gì để mất và muốn tất cả chết chùm nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời. Có điều, Suk Ju hiểu rõ, hắn đến đây không phải để cứu mình, đơn giản là muốn lấy USB có chứa chương trình bỏ phiếu mà thôi. Bị vạch mặt, hắn đòi nổ súng và trực tiếp giúp Suk Ju tử vì đạo. Thế nên ông đã cầm nó trên tay, khẳng định hắn chính là người kế nhiệm hoàn hảo để xây dựng thế giới theo ý của mình. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Ji-hun đã hất tung khẩu súng kia, Mu-chan cũng kịp thời nã đạn vào lưng hắn, nhưng chẳng ngờ hai người họ lại cùng mất đà mà lao xuống biển. Không chần chừ, Mu-chan lập tức nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được ai trong số hai người họ. Lực lượng chức năng cũng huy động người tìm kiếm quanh khu vực đó nhưng không thu được manh mối nào cả. Tổ trưởng đã thông cáo báo chí, khép lại vụ án La Phiếu Tử Hình, với kẻ chủ mưu là Suk Ju, và chính ông ta đã thuê người để giết người diệt khẩu đối với đồng bọn Ji-hun, để ngăn cậu ra đầu thú. Mu-chan vẫn đắm chìm trong vụ án của Na Dê, nâng niu bức tranh của Ji-hun vẽ về một gia đình hạnh phúc, chắc hẳn họ đã có nhiều khoảnh khắc đẹp và kỷ niệm quý giá bên nhau. Trong lúc ấy, anh vô tình phát hiện ra, một cột trụ tại hiện trường xảy ra sự việc có kích thước khác hẳn so với ban đầu, nên lập tức có mặt để điều tra. Tất nhiên, nghị sĩ Min lại bật chế độ hoang mang sở tai khi thấy họ đã đập tan nát nền gạch xung quanh đó. Nhân tiện thì Mu-chan cũng cập nhật tình hình, rằng giám đốc sở đã lên chùa để tìm lại thanh tịnh rồi, gọi cũng sẽ thuê bao thôi, chồng của bà ta cũng đã đệ đơn ly hôn, và chẳng luật sư nào dám biện hộ cho bà ta đâu. Sau bao công sức đập phá, cuối cùng họ cũng tìm thấy cái cột thực sự ở bên trong, và nó còn lưu giữ rất nhiều vết máu loang lổ. Bà ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vì năm xưa, chính bà ta đã có mặt ở hiện trường, thấy vũng máu đỏ tươi và cả hung khí gây án là con dao sắc lẹm, nên sợ hãi mà thủ tiêu nó mà. Với những chứng cứ không thể chối cãi thế này, thì việc tống cổ bà ta vào tù chẳng có gì khó khăn cả. Nghị sĩ Min cũng nhẹ nhàng chấp thuận, vì bà ta cũng quá mệt mỏi rồi. Ji-hun quyết định ném đi chiếc USB mà Ji-hun đã để lại, vì cô chẳng muốn giữ lại thứ đã đẩy cậu nhóc đáng thương đến cái chết. Cô cảm thấy thật bất công, khi hai mẹ con nghị sĩ Min thậm chí còn chẳng bị réo tên ở buổi họp báo, nhưng Suk Ju lại bị biến thành kẻ sát nhân giết chính con nuôi của mình. Có điều, đó chính là cách đánh lạc hướng, để đội điều tra của anh có quyền được tiếp cận với nhà của bà ta và tìm ra bằng chứng thép, chứ. Dù sao thì vụ việc cũng kết thúc, Ji-hun xin phép giã từ đường ai nấy đi, bỏ ngoài tai lời mời gọi của Mu-chan. Một năm sau, cô đã trở thành quân át chủ bài, không ngừng ca thán với sếp vì việc gì cũng tới tay, bao gồm cả việc tham gia sự kiện trao đổi thông tin với phía cảnh sát Nhật Bản. Cô vô tình phát hiện tại triển lãm, bức ảnh đoạt giải nhì của đàn em Jordan với giao diện ngây ngô hết nấc, đúng là dậy thì thành công mà. Trong khi ấy, cặp đôi hoàn cảnh cãi nhau như chó với mèo cũng thành đôi, và nhận được sự tác hợp của ông chủ tiệm gà Kisu, và cả cô nàng Ji-hun đây. Cô không quên trêu chọc Sương Sương về tấm ảnh hoài cổ này, và thắc mắc về vị trí số 1 bỏ trống khi ấy. Cậu chỉ biết đó là Mr. X, ông trùm hacker hay để lại những tập tin đặc trưng có dòng chữ Na Dê, trong khi thâm nhập vào máy khác. Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Min, cô nàng lặng lẽ tới công viên, địa điểm hẹn hò bí mật với Ji-hun, và bất ngờ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cậu. Thì ra, Ji-hun đã sử dụng dịch vụ đặc biệt này, để phòng khi vắng mặt trong dịp đặc biệt này. Cậu đã từng cười rất hạnh phúc ở bên cạnh cô, nhưng có vẻ như không thể nào giữ được lời hứa sẽ cùng nhau uống rượu lần đầu trong đời được rồi, vì cậu đã sống một cuộc đời sai trái mà. Thực sự thì Ji-hun chỉ muốn thể hiện tình yêu thương với em gái, nhưng chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch này. Trong suốt 19 năm cuộc đời, ký ức tươi sáng nhất chắc chắn là khi được đồng hành cùng cô. Cơn mưa kéo đến bất chợt, gợi nhớ lại kỷ niệm quý giá họ đã cùng trải qua. Vì bây giờ không còn cậu ở bên nữa, nên Min đã viết tên trên cát và để lại chiếc ô hồng như để che chở cho người bạn của mình vậy. Ji-hun tìm lại đoạn phim thử nghiệm đầu tiên, chợt phát hiện ra tệp tin đó cũng có các ký tự tạo thành tên Na Dê, thì mới hay, Ji-hun chính là người đạt giải nhất trong cuộc thi năm đó.
Kisu tâm sự quyết định nghỉ việc vì chẳng còn mặt mũi nào làm cảnh sát nữa, còn khuyên anh hãy bắt những kẻ tồi tệ hơn và quên nghị sĩ Min đi, vì mụ đàn bà độc ác, quyền lực đó đã đẩy thư ký nhận tội và cũng xử luôn cô ta rồi. Mu Chan cảm thấy thật trớ trêu, vì mỗi khi anh đào sâu một mục tiêu nào đó, thì nhất định sẽ phải đương đầu với cả những thế lực mờ ám ở bên trên. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế, Kisu vẫn đặt ngôi sao hy vọng, anh có thể thay đổi được nó, dù chỉ một chút thôi. Nghị sĩ Min tham gia tình nguyện, giúp đỡ thân nhân của những tội phạm, vì muốn chia sẻ nỗi buồn với những người cùng cảnh ngộ. Thế nhưng, một tình nguyện viên khác, đồng thời là luật sư bào chữa cho Súc Du 8 năm trước không quên nhắn nhủ, bà cũng nên dành sự quan tâm ấy đến nạn nhân và cả gia đình của họ nữa. Nhất định không được quên lý do vì sao giáo sư lại phải đeo mặt nạ và thực hiện cuộc bỏ phiếu tử hình đó. Vừa rời khỏi đó, nét mặt bà ta lập tức biến đổi đầy máu lạnh, cực phấn khích khi thấy tay sai đã xử lý xong xuôi ả thư ký tội nghiệp gánh tội thay bà ta. Chưa hết, hắn còn là một hacker có nghiệp vụ đỉnh chóp khi tái khởi động được chương trình bỏ phiếu, tưởng chừng đã bị vô hiệu hóa. Bà ta đã chi một số tiền lớn với yêu cầu hợp tác để chính thức vận hành nó theo ý riêng của mình. Tên tay sai này có vẻ rất hứng thú với việc thống trị thế giới, nên cũng đồng ý nhận lời ngay lập tức, còn đề xuất mục tiêu đầu tiên chính là nghị viên Di Súc, người mà ta vừa mới gặp mặt. Đầu còn lập tức nảy số, sẽ khiến ông ta phải nếm trải cảm giác tồi tệ nhất của một người cha có con gái, với nụ cười rất mãn nguyện. Du Hyun tới thăm bà Heja, muốn hỏi dò nhận định của bà về tung tích của Súc Du. Có điều, khi nào luật pháp còn lỗ hổng, thì nhất định sẽ có một kẻ khác thay thế giáo sư thôi, đồng nghĩa với việc Súc Du sẽ tồn tại vĩnh cửu. Tên ghê tan số 5 mặt dày đi lừa đảo, thông qua dịch vụ tư vấn pháp luật Ba Su, mà chẳng hay đã bị Mu Chan lặng lẽ theo dõi từ xa. Anh còn bất ngờ nhận được một kiện hàng, trong đó có chiếc USB có biểu tượng quen thuộc của cuộc bỏ phiếu tử hình, khiến anh hoang mang dữ dội. Vô tình chạm mặt Mu Chan, Du Hyun tò mò anh nghĩ Súc Du còn tồn tại hay không, và bất ngờ, câu trả lời là không, vì anh thấy cũng đã đến lúc để người anh ấy được nghỉ ngơi rồi. Cô trở về nhà, cẩn thận lấy ra bức thư mà Súc Du đã gửi trước lúc tự tử. Ông khẳng định đã bắt ép Ji Hun làm theo kế hoạch của mình, và cậu nhóc đáng thương ấy hoàn toàn vô tội. Ông nhận thức rất rõ về việc làm của mình, nhưng chỉ mong nó không bị coi là đi ngược lại với lẽ phải, vì việc ông làm không phải là trả thù, mà chỉ là sự trừng phạt thích đáng đối với những kẻ ác mà thôi. Cũng giống như Mu Chan đây, lặng lẽ xử lý tên khốn ghê tan số 5, theo cách của một công dân bình thường thay vì một cảnh sát liêm chính. Ji Hun bất ngờ nhận được một thư điện tử, thông báo phía Nhật Bản đã cứu vớt thành công một người nam giới không rõ danh tính, nên cô lập tức quay xe, xin xếp được tham gia vào sự kiện trao đổi thông tin lúc trước để tìm hiểu về sự việc này. Mu Chan xử lý xong xuôi tên đốn mặt kia, lại cầm trên tay mặt nạ chó quen thuộc và lạnh lùng bước đi, như thể một ghê tan kế nghiệp, để thu hẹp lại địa ngục mà họ đang sống dù chỉ 1 cm, và tiêu diệt hết những sắc ma vô tội còn lại trên thế giới này. Bộ phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất tại BeReview Phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.